đây? Bố nó đi làm chưa gì? Còn hai mẹ con. Ê, đổ mật đó, đưa mì đừng cho nó hủ mật. Mấy chị yêu xem like, chia sẻ và like cho mình thương nha. Sang hàng 19k này mấy chị yêu. Hello Trinh Lê, hello em Võ Sương. Chia sẻ bài mạnh tay giùm em nhé nha mấy chị ơi. Ai đang xem live chia sẻ bài giùm em nhé. Đi phá ra đi. Đi đừng có phá nha. Bóp như xì cúp á. Dạ, bóp như xì cúp luôn à. Tập quản thay giảm eo đâu càng ngày càng múc. Mấy chị yêu xem live chia sẻ bài giùm thương nha. Chia sẻ mạnh tay giùm thương nha mấy chị. Hello chị Nguyễn Thị Anh nha. Bóp như si cấp. Chia sẻ like giùm thương mấy chị ơi. Con xin mấy chị cái gì? Xin mấy chị lúc chia sẻ không ạ? À, Khóc Ca Kỳ em còn mấy con này mấy chị? Em còn có 4 con Khóc Ca Kỳ, 3 con này hả ta? Còn có 3 con Khóc Ca Kỳ nè, một chị nào chưa được thì bây giờ mình chốt nè. Em còn 3 con Khóc Ca Kỳ nè, 109 nha một con. Em còn hoa đỏ với hoa cam thôi. Tôi còn hoa đỏ với hoa cam thôi nè mấy chị yêu không? Áo dây đang mặc hả? Còn nhưng mà nó lộn xộn 1-2 cái. Hết quần đùi nam rồi nghe Nguyễn ơi, thương còn sọt nam này nha. Rồi áo thương đang mặc thương còn mã hoa cam với hoa đỏ nha mấy chị, 109.000 hàng kaki siêu xịn sò luôn. Còn sót lại hai em duy nhất. Đó, chị nào chưa chốt được giờ mình chốt nha. Em còn hoa cam với hoa đỏ. Hello chị đẹp, hello Ngọc Ngọc nha. Đơn hồi chiều ở Hồi Xuân khi nào giao? Ngày mai bên thương mới làm đơn nha. Quần tay thương còn một mã duy nhất, đợi xíu thương lên nha mấy chị. Thương đang về quần tay nữa. Quần tay ông Nguyễn Bét Ri thương vẫn còn đang trên đường về rất là nhiều luôn. Rồi, chốt cho em nè, còn hai con duy nhất nha mấy chị. Áo thương đang mặc là mã hoa cam. Em còn hoa cam và hoa đỏ nha. 109.000 phía sau của nó nè, siêu đẹp luôn. Và em còn hoa cam và hoa đỏ. Quần chị treo lông giãn nhiều nha em Lê Phường ơi. Ở xã Cam Ơn Bếp có KF0. Ờ chị biết rồi em ơi. Áo 2 dây. Chờ chị xíu. Áo 2 dây em vẫn còn nha mấy chị. 2 dây em vẫn còn. Rồi em còn hoa cam và hoa đỏ 109.000 nè. Mấy chị yêu chia sẻ like giùm thương với nha mấy chị. Thương sẽ bán hàng sale cho mấy chị nè. 109.000 nè. Rồi ai mua? Em còn hoa cam với hoa đỏ, hai ba con duy nhất luôn. Hai hoa đỏ và một hoa cam. Size 60kg quay đầu. Ở đây đang không mang hả? À, không sao đâu mấy chị ơi, tấn tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh nha mấy chị. Bình tĩnh xíu vừa qua đại dịch. Đừng có run sợ. Rồi comment em má tặng nha. Comment em má tặng, chia sẻ like giùm thương nha mấy chị. Không phán gì đó, kính đẹp thì bán chứ. Phán gì đây. Em còn sót một đôi kính nam 39.000. Em còn sót một đôi kính nam nha 39.000. Con bỉ ra sao nó rộng dữ vậy biết. Con bỉ màu. Em còn sót một đôi kính nam 39.000 hàng full hộp nha. 39.000 hàng full hộp. Rồi không mình em bán tặng nè. Tặng cho em Nguyễn Thị Minh Huệ nè. Cái cha còn cái vụ hết bị nữa chứ. Tặng cho em Nguyễn Thị Minh Huệ. Ờ của mẹ để đó thì bán. Tặng cho em Nguyễn Thị Minh Huệ. Rồi em vẫn còn quần lót nữ cho bé nè bữa mấy ai ai hỏi quần lót nữ cho bé ta 15.000 một quần nha. Thương còn size M, size L với size XL. 15.000 một quần nha. Ai là sale mấy chị ơi, con nào không có giá 15.000 đâu. 15.000 một quần nha. Giờ phát hiện ra người nữa hả? Rồi chốt cho em nha. 15.000 chịp bí nha mấy chị. Chịp bí bị sót mấy chị ơi, em tưởng sót rồi chứ. Ai ngờ chịp bí nó còn cả thùng luôn mà em không biết. Dạ mà hôm nay mấy chị hỏi chịp bí quá trời luôn á. Em còn size M, size L với size XL. Rồi chịp bí nè, 15.000 một quần. 15.000 một quần nha mấy chị. Rồi con này đầu lai gọi là tri ăn lễ thôi mấy chị ơi, chứ không ai bán cái này 19.000 rồi nha. Hàng đang không có bán mà. Đây em còn mấy con
ví nha. Em còn mấy con ví nữ 19.000. Ai nhanh tay thì có, chậm tay thì hết. Em còn mấy con ví nữ 19.000. Có quần sọc nam nha. Bầu thì thường thường mình mặc để cái lưng ở bên dưới mà. Size XL nhiêu ký chị? Quần chiếc tí 30kg nha em. Size XL cái còn mấy quần nữa các anh chị, chị mới phát hiện ra chị chưa có soạn nữa chứ. Rồi quay đỏ 19k. Con quay đỏ bỏ vừa cái điện thoại luôn nha mấy chị. Cái này tri ân đầu like 19k cho mấy chị nè. À, chốt từ 4 quần giùm em nha mấy chị. Chị biết chốt từ 4 quần giùm em nha. Rồi em còn quay nữ 19k nè. Con này em bán đồng la 19k chơi với chị, hàng này không ai có giá 19k đâu nha. Da mềm thiệt mềm, đậm vừa cái điện thoại luôn nha mấy chị. Đậm vừa cái điện thoại luôn nha. Đậm vô tư cái điện thoại luôn ha. Rồi mấy chị có thể làm cầm tay cái gì cũng được. Rồi chốt cái em áo ví đỏ 19k nha. Da mềm thiệt mềm luôn. Rồi mặc áo đỏ chơi ví đỏ luôn mấy chị. Rồi lên em áo ví đỏ 19k. Ví đỏ 19k cho em nha. Chốt quý đỏ 19k nè. Quần đùi treo 49.000 nha Thùy Nguyễn ơi. Quần đùi treo 19.000, quý 19k cho Lý Hòn nè. Quý 19k cho Lý Hòn. Biết biết ra cầm tao bấm cửa đưa miệng cho biết. Anh để miệng đây cho nha. Không mở mà to dữ vậy cô. Sợ điếc tai chứ không. Hả? Cái gì mẹ? À, quý 19k cho Lý Hòn nè. Đi 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 hai quài qua điện thoại dưới hai đi. Đi đi. Quý 19k cho chị Thi Thi nè. Đi đi mẹ. Bị không có một đống. 19k chị Thi Thi, 19k cho Phước Long Thị nè. 19k cho Phước Long Thị. 19k cho Hồng Quy Chế. Có quần đùi thun cho em không? Hiện tại hết nha. Lý Hòn có rồi nha Lý Hòn ơi. 19k Lý Hòn có rồi nha. Hồng Quy Chế nè. 19k cho Hồng Quy Chế nè. 19k cho Hà Phượng nè. 19k cho Hà Phượng nè. Thì bán thêm cái quý lỗ mất triệu mấy hết à. Nghe lỗ triệu mấy hả. Thảo Ly 19k cho Thảo Ly nè. Mười chín k cho Thảo Ly. 19k cho Phạm Thu Tâm. Mấy chị khách mới lên giùm em kèm theo địa chỉ rồi luôn nha mấy chị. Phạm Thu Tâm nè. Lấy số điện thoại của Mỹ đặt hàng, con chốt Mỹ không biết. Trương Dương lấy số điện thoại của Mỹ đặt hàng, Mỹ cho con chốt Mỹ không biết. Bố yêu về. Cảm ơn bố yêu đi con, bố làm một ngày mệt mỏi mà. Trần Vy Vy cho Ngân Úc. Bố về chị đã mừng bố đi. Ngân Úc một ví đỏ nè. Chị Trần Vy gì, Trần Vy, Trần Thị Vinh gì lên số điện thoại nha, Bảo Ngân nè. Số điện thoại địa chỉ luôn nha chị. À, hai ví cho Mặn Hồ, rồi em hết ví đỏ nha. Em hết ví đỏ. Hai ví cho Mặn Hồ. Rồi em hết ví nha. Em hết nha mấy chị, ví em đang hết nha. Đằng xe là quần á em ơi, quần dập ly. Đằng xe quần dập ly đẹp lắm nha. Nó là quần á. Đó, nó là dạng quần ố dập ly 49 nha. Một quần siêu đẹp luôn, có đủ mèo luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn nè, 49 nha. Size 6-40-60kg quay đầu. Em có mấy mèo thương treo ở phía sau nha. Rồi thương còn đâu dép. Dép là size 35. Dép size 35 mấy chị chốt ngẫu nhiên 19k luôn cho em nha. Đa số là size 35 ngẫu nhiên nha mấy chị. Mấy chị lên giùm em số điện thoại địa chỉ luôn nha. Wow. Mới. Đi ra với bố đi. Đi ra với bố đi. Đóng cửa lại. 19k ngẫu nhiên cho em. Còn lại size 35 thôi nha mấy chị. Em còn lại size 35 thôi nha. Rồi ai chốt 19k ngẫu nhiên lên em mã 19k ngẫu nhiên nè. Chốt em mã ngẫu nhiên 19k nè. Quý đỏ em hết rồi nha mấy chị. Còn đồ nam em hết đồ nam rồi nha. Dạ tới đâu chờ xíu chị mặc mẫu cho em.
Dạ tới nửa đùi giờ này em nhé. Đó nó như thế này nha. Đây với 4 con. Rồi 19 trang ngẫu nhiên, em còn mỗi size 35 thôi nha. Đủ mẫu. Ai chốt 19K hoặc là Z gì đó. Em còn mỗi size 35 thôi, bóc ngẫu nhiên nha. Rồi Z cho hình rút ly nè. Còn size 35 thôi, chân chị này nhỏ hay hốt không? 35 cho hình thức rút ly nè. Ngẫu nhiên cho em Minh Huệ nè. Em có ví cho Vy ơi, em có ví nha. Ngẫu nhiên cho Minh Huệ nè. Chị gì ơi, chị lên địa chỉ đi, chị Trần Thị Vinh á. Chị Trần Thị Vinh, chị lên địa chỉ đi nha. Chị Trần Thị Vinh lên địa chỉ, em chốt ngẫu nhiên nha mấy chị, không chọn mẫu giùm em nha. Ngẫu nhiên chứ bây giờ đã xả 19K mà chọn mẫu nữa, Hương không có thời gian để Hương lựa đâu mấy chị. Có like nha mấy chị, like đôi 19 cho Thoa Nguyễn nha. 19 cho em Thoa Nguyễn. Hai đôi cho Mỹ Nhung, nhớ là còn một mỗi size 35 thôi nha mấy chị. Mỗi size 35 thôi nha. Thanh Tình Thị Nguyễn lên địa chỉ số điện thoại luôn nha. Có số điện thoại chưa thấy địa chỉ. Hai đôi cho em Mỹ Nhung. Hai đôi cho Mỹ Nhung. Còn mỗi size 35 thương xã 29.000 nè. Ấy ca 19.000 cho nó lộn 19.000 nè. Bỏ phải suy nghĩ lên tăng. Áo da chị mặc hết rồi nha em. Em ở An Thạnh Hội An Bích Ngọc này. Cố gắng chốt ủ đơn cho chị nha Bích Ngọc ơi. 19K cho Bích Ngọc nè. Còn Savalem sale đại 19K luôn nè. 19K cho Bích Ngọc nè. Rồi em có ai chốt dép nha. Ai chốt dép ngẫu nhiên 19K không. Còn Savalem thôi à. Còn dép đẹp thôi. Có một đôi Sa Ba Xéo. Có một đôi Sa Ba Xéo nè mấy chị. Một đôi Sa Ba Xéo. À, này giống em đang mang. Có một đôi size 36, một đôi size 37 nè. Có một đôi size 36, một đôi size 37, hai đôi size 36, một đôi size 37. Chị Long Trần lên số điện thoại địa chỉ nha. Thanh Tình Nguyễn Thị sát nhà đây. Rồi một đôi cho Thanh Tình Nguyễn Thị, em còn hai đôi size 36, một đôi size 37 nữa nè. Một đôi 37 cho Diệu Nguyễn. Thêm một đôi Sa Ba Xéo cho Minh Huệ. Đây là cho Thanh Tình Thị Nguyễn này. Mày cho con cái đó á, con cầm đồ bạc cho đây. Không mày con ngồi im nó cũng được nha. Một đôi Sa Ba Bể cho chị Diệu Lê. Diệu Lê đôi Sa Ba Bể. Sa Ba Bể cho Diệu Lê nè. Đây là gì? Một đôi Sa Ba Xéo cho em Minh Huệ đây. Đôi Sa Ba Xéo cho Minh Huệ. Sa Ba Bể em hết nha. Ba Bể cho Diệu Ly. Còn một đôi Sa Ba Xéo, mấy đôi Sa Ba Lâm á. Như nữa là hết. Đầu trăm lên số điện thoại địa chỉ nha em yêu ơi. Mấy chị khách mới kèm theo cái địa chỉ giùm em đi mấy chị. Ba Bể em hết nha. Ba Xéo. Một đôi Ba Xéo nữa cho hình rút ly hả? Rút ly để có chứ ta. Hình rút ly thêm một đôi Ba Xéo không? Rút ly thêm một đôi Ba Xéo. Trâm Vinh địa chỉ. Đâu thấy địa chỉ đâu em ơi. Sa Ba Xéo em hết nha. Rồi em hết nha. Em còn Sa Ba Lâm thôi nha mấy chị. Còn Sa Ba Lâm. Em còn Sa Ba Lâm thôi. Em còn Sa Ba Lâm thôi nha. Chị là chốt phải lên 35 chứ để rồi nó lộn. Hải Hương ok đồng trăm Hải Hương. Tinh dầu hoa lài còn không ta? Tinh dầu hoa lài nè mấy chị ơi. Thử còn bao nhiêu chai. Còn nhiêu đây hả? Đây là hết rồi hả? Rồi tinh dầu hoa lài nè. Chị là chốt tinh dầu hoa lài lên em tinh dầu hoa lài nha. Tinh dầu hoa lài nó thơm dữ lắm mấy chị ơi. Còn quá rồi tinh dầu hoa lài. Chị đã chốt tinh dầu hoa lài 19 ngàn luôn. Đi ăn cho mấy chị 19 ngàn. Sao đếm cửa lại ra với bố đi con. Rồi sọt nam bây giờ em còn mấy mèo đây nha. 79 ngàn một sọt nam nha mấy chị. Quần đùi treo 49 ngàn. Sọt nam mèo đỏ đô nè.
Sọt nam cái mèo này bên ngoài nó đẹp lắm các chị ơi, đỏ đô đẹp lắm nha, đủ size 79.000 mèo đỏ đô nè. Em còn mèo đỏ đô nè, còn mèo cam nè, đỏ đô cam nè. Rồi mèo đây kêu mèo kem đi, mèo kem đi, nó hơi xám xám nhưng mà kêu kem. Rồi mèo này mèo vàng bò, sọt nam 79.000 một quần nha, chắc rất là đẹp, hàng mango đẹp cực kỳ luôn, 79.000 nha mấy chị. Ai lên sọt nam đây, em sọt nam này, vàng bò này, kem này, cam và đỏ đô, có size mấy chị chốt kèm size giùm Thương nha, mấy chị chốt kèm size giùm em nha. Áo khoác có mèo đen không chị? Áo khoác hiện tại chị hết. Ok em, ok Trần Thị Vinh, Trần Thị Vinh nha, ở cửa Lợi Đông Tân Nam nha. Rồi em còn mấy con áo baby doll này mèo vàng, con này mặc lên đẹp lắm á. Hai tinh dầu hoa lài cho Lý Hòn này, tinh dầu hoa lài em lấy danh dự em cam đoan với chị hàng tinh dầu đó luôn. Mấy chị xài cái tinh dầu đó là nó mấy chị là bao phê nha. Rồi áo baby doll 29.000, một tinh dầu hoa lài cho A Nguyễn. Áo da chị đang mặc hết rồi nha. Sọt nam mèo vàng bò 49kg, 49kg hả? 49kg rộng á em ơi, 49kg chị hết size rồi nha. Tinh dầu hoa lài về làm nước hoa luôn mấy chị. Rồi một con áo này dáng của nó là dáng baby doll nha, bầu bì mấy chị bon, bon chen cũng được mà mình mặc cũng được. Cái con này dạng foam baby doll thương xã 29.000, chắc là đẹp giả mang đấy mấy chị ơi. 49kg thương không có size nha mấy chị, sọt nam 79.000 nha. Áo 29 cho em Minh Huệ, con này không đẹp họ khỏi lấy tiền mấy chị luôn, cái chắc nó đẹp giả mang luôn. Hàng của nó là hàng foam baby doll nha, biết đâu có mở cửa ra vô nha con, để cái điều hòa cho nó mát miệng nha. Rồi chốt em mã áo 29 tay là phòng nữa nè, đó siêu đẹp luôn nha. Áo 29 cho em Nguyễn Thị Minh Huệ. Áo dây rồi bây giờ chị còn lý tỉ à. Áo baby doll bầu bì mang cũng được, ai mang cũng được hết trơn, mà chắc đẹp ghiền luôn nha. 29 cho em Hồng Vi chế. Áo 29 cho em Hồng Vi chế. Sọt nam Sapa 2 mèo vàng bò cho em Ai Nguyễn. Sọt nam Sapa 2 mèo vàng bò cho em Ai Nguyễn. Áo 29 cho Lê Ly. Rồi em hết áo 29. Ok chị Long Trần ở Hoài Hải nè, em gái số họ để chốt này. Long Trần ở Hoài Hải nè. Áo 29 cho Lê Ly. Áo 29 hiện tại em hết nha mấy chị. Ai còn còn không sót con, còn sót của con. Sót của con. Áo 29 cho Thơ Trương nè. Áo 29 cho Mỹ Nhung. Áo 29 cho Mỹ Nhung. Áo gọt chắc cũng gần tới rồi mấy chị. Qua lại sọt hai chị Liếu. Dạ. Liếu cần sọt nào lâu cần ơi, em lấy sọt nam. Sọt nam size bao nhiêu chứ? Mèo gì chứ? Mèo gì chứ? Thóc nữ còn, em còn mèo đỏ với mèo sọt nam nè, sọt nam đẹp lắm đó chị ơi. Ai nhận sọt nam rồi là biết review cho em cái. Đồ hôm bữa nếu mà đã gọi là đã đi đơn nha chị, chưa gọi là chưa đi đơn nha. Rồi em còn mèo vàng bò nè, ra với bố đi. Con mượn điện thoại con học bài ấy. Ok. Mượn điện thoại học bài, hẹp gì trên điện thoại. Nó 3 tuổi mượn điện thoại học bài, ứng chết mất. Đang hết 2 đưa cho. Mèo kem xéo 7 tí, thằng có sai mà lâu càng ơi. À, hai áo dây chị đang mặc không có, áo dây đang mặc không có các chị ơi. Rồi mèo cam này nha, mèo đỏ đô, mèo vàng bò, mèo kem. Đây là cam này, mấy cái mèo này bên ngoài nó đẹp lắm. Đỏ đô này, đỏ đô nó ngãn xe đỏ mặn á, đẹp lắm. Rồi đây là mèo kem. Chị gái ơi, cắt đôi dép cho em kẹt đồ rửa tay luôn, lấy luôn. Rồi đây nha, hàng mà một đơn đồ hàng xã, tôi cũng giữ đơn nha mấy chị. Thương xã nghe là tức qua ngày mai, thương like là thương xã đơn luôn nha. Không giữ đơn. Rồi sọc nam thương còn 3 mèo. Ai lên sọc nam đây, em sọc nam, con. Đừng có phá cho mẹ coi. Con đi ra đi.
em còn một con sơ mi hồng 29.000 luôn. À, quần sọc nam một kem với một mèo vàng bò xéo 4 ký dao. Mã ông già. Mã ông già là ở đâu ta? Chắc ở mình ông mới nói ra nữa nè. Có đầm bầu nha, thưa con, làm bao nhiêu quần giả váy hả? Quần đùi dập lê treo từ 49.000 nha. Rồi thưa con, một cái sơ mi rút giải đuổi đẹp lắm mấy chị ơi, 29.000. Con sơ mi rút này cực kỳ đẹp, chắc đuổi nha, size 55 kg quay đầu nha mấy chị. Rồi sơ mi rút 79.000 một cái quần nam nha. Chị Nguyễn Sinh lên số điện thoại Hoa Thi, chốt hàng bên nhà thương, gọi không nghi máy, bấm nút tắt, gọi nhiều lần không thưa. Không biết chốt hàng chi cho mệt nữa. Rồi áo sơ mi sọc nam size 31 mèo kem cho chị Trần Lệ Lệ. Chị ở đâu vậy chị ơi? Chị Trần Lệ Lệ chị ở đâu vậy? Mấy chị chốt có giá thì mới chốt nha. Nhưng Thảo Trang chốt sơ mi rút này là Thương không có chốt sai đâu nha. Thương không chốt đâu, phải kèm giá lên nha. Là kem size 31 cho chị Lệ nè. Size 33 mèo gì vậy em ơi? 33 chỉ còn mèo vàng bò thôi nha. Ok, sơ mi rút cho em Bảo Trang nè. Sơ mi rút cho em Bảo Trang size 55 kg quay đầu. Sơ mi rút cho Bảo Trang. Đang hết bị nữa chưa? Khô héo đủ thứ, không đi để mua được. Sơ mi rút Thương hết. Hello Thí Ngân Võ. Rồi Thương còn quần đuổi vàng nha. Đuổi vàng Thương xả luôn 35.000. 35.000 đuổi vàng, đuổi lửa ra nè mấy chị, 35.000. Giá của nó giam bích ghi này đó, mấy chị thấy giam bích ghi chưa? Mặt đẹp giả mang luôn nha. Đó, 52 kg quay đầu cho Thương nè, 35.000. 52 kg quay đầu, chắc đuổi nó đẹp giả mang luôn. Quần nam 79.000 nha. Mình thì Thu Hương cảnh báo gì đây? Đòi kiểm tra hàng khó tính. Rồi, lên cho em nè. Ok chị Lệ Lệ Hoài Hương. Hai sọt nam vàng bò cam size 31. Ok chị yêu hình thị liếm. Sơ mi rút em hết nha. Rồi đuổi vàng. Đuổi vàng 39.000. Phóc nữ còn mèo gì hả? Là đang hỏi kaki hay gì em? Sơ mi rút em hết chứ mấy chị. Rồi em còn đuổi vàng 35.000 nè. Size dưới 55 kg đi. Đó, đẹp lắm nha. Mặt trước lông bảng, phía sau của nó là lưng thun nha. Đuổi vàng 39 cho em nè. Áo ngọc chưa nha em? Áo ngọc một đợt Thương bán hết rồi, giờ đang về lại. Sọt nam còn size 29 nha Diệu ơi. Sọt nam còn size 29 nha. Rồi lên cho em nè. Đuổi vàng nè, đuổi vàng. Rồi em còn mấy con đuổi trắng ống rộng nha. Đó, 35.000 luôn. Mặt siêu đẹp, siêu đã, chắc đuổi quá phê luôn nha. Rồi đuổi trắng 35.000, con này 60 kg quay đầu cho em nè. Đuổi trắng 35.000, 60 kg quay đầu. Đuổi trắng 35, 60 kg quay đầu. Rồi em còn mấy con áo ngực size nhiêu vậy ta? Áo ngực, rồi đây là áo ngực không năng nha. Áo ngực đây là áo ngực mỏng thôi mấy chị. Mỏng ti à. Chị nào ngực to thì chốt. Không năng 19.000. Em còn size 32 với lại size 38. Còn một con size 38 nè, công năng với lại hai con size 32 19.000. Khi nào nhá? Rồi ok. Có phụ nữ á. Ok Diệu Lê nha, ok Miu. 19.000, con này size nhiêu? Size 34. Chờ xíu Thương lên nha mấy chị. Rồi khó kaki Thương còn hai mèo cho mấy chị ơi. Khóc kaki còn hai con nữa hết luôn á. Con đỏ với con cam. Khóc kaki 109.000 Thương còn đỏ và cam nha. 109.000 Thương còn đỏ và cam. Đẹp lắm. Đỏ và cam. Quần nam có size 32 nha My ơi. Áo ngực bầu lấy size 38 đó. Đuổi trắng một cái. Tiệm bánh Thu Na Trần. Chị Thu Na Trần lên số điện thoại địa chỉ chị ơi. Đuổi vàng chị vừa không Thương. Dạ không, không chặt đó chị Mến ơi. Đuổi vàng hơi chặt. Rồi ô mì em sẽ mặc mẫu ô mì cho mấy chị nha. Ô mì nhà em có đủ viền luôn. Đuổi đen. Đuổi quần đuổi không còn màu đen nha. Áo ngực size 38 cho bỏ kiều. Chị gì ơi, tiệm bánh nó Thu Na Trần ơi, chị ở đâu vậy? Chị ở đâu chị yêu ơi? Tại do hiện tại dịch nên bây giờ em hỏi thử ở đâu để em ship đơn được hay không á. Cái chị bỏ kiều này. Bỏ kiều đây ở đâu? Gia An. Gia An hỏi cho bác. Nào. Áo ngực size 32 cho Nhi Nhi My.
áo ngực Saba 2 cho Nhi Mi. Con này một xu năng mặc sướng lắm ấy. 32 cho Nhi Mi. À thương còn hai mẫu quần tay để thương lên quần tay rồi. À, quần ôm mì đồng giá 79 ngàn, form baggy, form ôm gì cũng 79 ngàn nha mấy chị. Hey, yeah. Quần tay thương còn một mẫu ra duy nhất. Quần tay khoác sườn đẹp lắm nha. Áo ngực size 37, không có size 37 em yêu ơi. 34. Đặt hàng cả một đêm về nè, sao không thấy hả? Trường hợp chị không đủ đơn hoặc là gọi điện không nghe máy mới không có chứ chị Nhân Trần ha. Chị ghi số điện thoại cho chị ơi. Quần ôm mì đồng giá 79 ngàn. Mũi trắng cho Đặng Hùng. Mũi trắng 35 cho Đặng Hùng. Nhung Trần thì chút xuống kiểm tra đơn. Áo ngực size 37 không có. Gần nhà chị tầng đó em. Áo ngực size 32 cho chị Liếng. Ok chị thì bánh Thu Na Trần. Chị Thu Na Trần là này chốt gì ha. Coi coi. Còn có một cái nha chị. Ở dưới một cái đây được không? Trang để chốt gì? Quần đuổi mèo trắng ok, tiệm bánh Thu Na Trần một con quần đuổi mèo trắng. Cho em ba cái đi, áo khoác kaki 54 kg mặc vừa nha. Thành thị Thu Hương, nhà em không có kiểm tra hàng đâu nha chị Hương ơi, khỏi chốt hết công nha chị. Áo ngực không có size 33 nha. Em thấy đợt trước chốt đơn thấy gì ghi chú gì rồi kiểm tra hàng khó tính rồi gì đây. Áo ngực không có size 33 con Túc Ly ơi. Áo ngực 34 có size 38 thôi nha. Rồi em đang quần tay nha, em sẽ mặc mẫu quần tay. Mặc mẫu quần tay. Em còn một mẫu quần tay nha. Em còn mấy quần tay mèo bò rồi nữa. Giờ thêm xíu. Nhắc bác ghi. Con này khoác sườn nha mấy chị. Lưng cao hết nha. Con này khoác sườn nha. Quần tay đẹp lắm. Thương mặc XL nha mấy chị. Đây mặc XL hơi rộng nè. Thương mới vỡ con XL hơi rộng. Cho thấy size nào thương quần size đó. Lưng cao trên rốn hết nha. Rồi ai chốt quần tay mã này chỉ có một quần duy nhất thôi. Mã này mã 55 cho Thương nha. ML XL, Thương còn ML XL. Rồi mã số 55, Thương còn size ML XL nha. ML XL. Chạy nào biết sai thì mình chốt sai luôn. Rồi Thương còn size ML XL. Mã số 55. Quần hông đẹp không ăn tiền mấy chị, có túi nha, Thương chưa khui túi. Dây kéo bên hông nha mấy chị, con này dây kéo bên hông nha. Quần tay đẹp lắm. Hết áo ngực rồi Ly ơi. À, chị đưa quần đùi nữ em coi thử rồi ok. Rồi quần tay, ai chốt quần tay lên em quần tay. Lưng cao trên rốn hết nha mấy chị. Các em xem áo ngực, hết áo ngực rồi. Hết áo ngực rồi chị Nguyệt Thành ơi. Áo ngực hồi nãy còn mấy con sale 19 ngàn á. Chứ hàng áo ngực mới bữa về hết rồi. Bây giờ tôi đang về lại á. Nè đó đẹp chưa, quần dập ly rất là đẹp nha. Siêu đẹp luôn, đủ mèo 49 ngàn nha. Mặc vô là nó ngố tới nửa đùi nha mấy chị. Lưng cao ngố nửa đùi. Rồi ai chốt có quần tay chưa, mặc mã của nó là mã số 55 nha. Mã 55 chốt cho em mã số 55. Quần tay Thương đang mặc chốt mã số 55. Mã số 55 quần tay đang mặc chốt em mã số 55 kèm size nha. Kèm size. Rồi quần u mì Thương sẽ mặc mẫu một quần u mì và sẽ đưa mẫu bởi vì cái form nó nhung nheo nha mấy chị. Đây Thương có u
mùi Bentley và Ubi ôm có đầy đủ. Con này thể thao cực đẹp nha, học sinh có thể mặc được luôn nha. Một quần đuổi ba lem size gì chứ, một quần Ubi Bentley số 1, quần đuổi xếp ly màu kem. Bentley hết size cho chị bác chị Thu ơi. Thưa chị Thu, bây giờ còn quần xếp ly màu kem cho chị nè. Quần xếp ly màu kem cho chị nè. Quần đùi ba lên ca không chị, hết rồi em ơi. Quần tay hiện tại còn có một mẫu đó em ơi. Rồi quần Ubi cho em nha mấy chị, lưng cao hết nha, cao trên rốn hết cho em nha. Đó, đẹp lắm. Quần này mấy chị tập gym tập gì nói chung là thoải mái lắm. Rồi quần Ubi nó có size, mấy chị chốt để là số size Thương nha, 79 ngàn một quần. Hiện tại Thương có nè, nó có 3 viền như Thương đang mặc, 3 viền bo ống nữa nha. Mã 3 viền có bo ống và không bo ống, mấy chị chốt rõ cho Thương nha. Con Thương đang mặc có bo ống và không bo ống. Đó, có quần Becky nha. Em hỏi mã nào đó thôi, quần tay là dáng Becky nha em. Còn quần này chỉ có cả phông ôm và phông Becky. Đây là bo ống, bo ống cho em nha. Còn quần của mình chưa lộn xộn, chưa xếp lại, không biết còn cái size gì nữa chứ. Bộ đủ ra có một chút hết rồi. Rồi Thương còn một viền nè, một viền nữa nè. Đó, còn sót một con nữa, viền size 2X nha, 79 ngàn. Rồi Thương có một viền, hai viền và ba viền, có cả một viền nhỏ nữa. Ubi, Ubi Bentley còn size 65kg không hả? Tay Bentley á, Ubi hình như còn hết size 65kg rồi. Phước Lương Thị ơi, Thương còn size XL thôi. Ubi Bentley hình như Thương còn mỗi size XL. Rồi quần Ubi Thương đang mang nó có một viền, hai viền, ba viền và có một viền nhỏ, có trơn nữa nha. Bỏ lộn xộn mất tiêu rồi, chưa xếp lại. Đây là trơn nè, trơn nha. Ubi em vừa không, hàng có size, em size 2X là được nha Thơ Trương. Ok chị Thu, ok chị, size XL là có size. Ubi Bentley XL còn size nha. Ubi Bentley XL chưa để chỗ nào ta. Tao cho Ubi dẹp qua bên đi, hàng có size mà giờ nó lộn xộn mất tiêu rồi. Ubi bo ống 65kg, hết size 2X rồi sao? Hết size 2X rồi hay sao á? Thôi Thu qua xã đồ lý tỉ đi. Đây Thương còn cái mã quần này nữa, Thương xe cho mấy chị luôn ha. Quần ngố với lại quần đùi ngố kem, ngố đen với đùi đen. Nhưng mà mấy cái này có size, làm sao mới chọn cái size ra em mới chốt được ta. Thì chọn ra cái size này để mình chốt. Không, cái này là không nhớ, chưa chọn size, phải chọn size mới chốt được. Cô qua rót nước cho mẹ cái con. Tự nhiên nó thừa mẹ quên thăm cô này. Quần đèn xe không có size nha. Quần em mình Bentley Thương còn size XL thôi mấy chị. Ông mình Bentley Thương còn size XL thôi nha. Rồi quần tay xanh đen đẹp lắm nè mấy chị, Thương còn size XL 55kg. Ubi trơn size, đủ size chị quý. Ubi trơn Thương còn đủ size chị. Ubi trơn Thương còn đủ size. Cái này gì mấy chị thích thì để, không thích thì tháo nha mấy chị. Con này con quần tay này xanh đen 79 ngàn. Đếm cửa lại cho mẹ luôn con, đếm cửa lại, nói anh hai rót nước cho mẹ. Thương còn size XL mà xanh đen nha mấy chị. Ai thích khuy thì để, không thích gì tháo khuy. 79 ngàn quần xanh đen nha. Quần xanh đen với lại còn một, còn 3 con xanh đen. Ubi 3 viền không bo, size nhiêu ký mấy chị ơi? Ubi không viền, không viền không có bo ống chị Long Trần ơi. Mà thân đi, tụi con ồn quá. Đi ra ngoài cho mẹ coi. Cái gì ở đâu mà thịt chứ. Bố đâu? Ồn sao mà ồn. À, hai quần Ubi
trong ba ống một rơm một xẹp. Ô, mấy chị ơi chốt sai giùm em nha, chị thấy trà này chốt sai giùm em mấy chị. Ô quyền ba vì không bo đúng rồi, kèm sai giùm em đi chị Hình Tiền ơi. Ô mày một quyền sai 65 kg thương hết sai. Ô mày bé đi 62 kg thương hết sai nha lệ ơi. Ô mày trơn còn sai 2x nha. Quần xanh đen cho da bảo đặng lên số điện thoại nha. Rồi Mỹ Nương ô mày trơn sai 2x nè. Ok Mỹ Nương. Rồi thương còn một cái con quần tay sai XL được không? Em còn một con tay xanh đen có sườn sai XL nữa nè. Nó có sườn nha mấy chị, 79 ngàn. Con này mặc lên dáng đẹp lắm. Đá chị size M, ok chị Nguyễn Quý. Chị Nguyễn Quý một con size M. Chị Nguyễn Quý một con size M. À, bo ống cho Thơ Trương. Ok Hình Tiền size L. Rồi ok. Đưa mẹ. Rào con đi ra đi. Để mẹ. Rồi. Ai chốt u mì lên u mì nha, có đủ size hết á. U mì thương có đủ size luôn. Rồi thương còn mấy cái bộ đồ thun thái đây, 89 nha. Đủ mèo luôn. Bộ à, phí trà xanh lờ u mì trơn 50 kg vừa không hồng men hẹn hẹn có sai mà hồng men ơi. Ok Thu Thủy nè, một quần cho Thu Thủy giặt ly ở phía sau 45 nghìn nha. U mì trơn 2x cho chị Ruby Nguyễn. U mì 79 bo ống 43 kg hả chị Mai Hoa. Quần tay xanh đen có đai nịt không? Có nha. Không, quần khóa sườn không có đai nịt nha. Quần nào cũng không có đai nịt hết á. Cho coi quần đèn xeo. Quần đèn xeo là quần dập ly nha mấy chị, đủ mèo nha. Xám, kem, ruốc, xanh cốm. Nó dập ly như này nè. Mặt đẹp lắm. Giờ mặt vừa đẹp nó bông chín nha. Bông 9 ngàn một quần ở phía sau nha. Có mấy mèo thu keo ở phía sau á. Hello bạn sao. Rồi thương còn mấy bộ thun thái size này 65 kg mấy chị mặc vừa luôn á. 65 kg mấy chị mặc vừa luôn á. Rồi em còn bộ tím đậm nè, 50 cho tới 60 65 kg mấy chị chốt nha. Đó, bộ thun thái chắc đẹp mê luôn. 89 ngàn. Rồi bộ tím cho em nha, nó có thiêu nha mấy chị, thiêu đây nè. Đó, chốt em bộ tím đậm nè, 89 ngàn một bộ nha. Thun thái em có tím đậm nè, có bộ vàng nè. Chốt ô mì trơn 50 kg, ok hồng men nè. Không có đai nịt chị ơi. Myama tiểu thư khi nào về? Myama tiểu thư đùi nha, đang về mà thương biết chừng là tới. Rồi em có bộ vàng nè. Đó, vàng đẹp chưa? 89 ngàn hàng, thun thái đẹp lắm nha. Áo gì mấy chị mặc làm áo lỉ cũng được luôn á. Rồi em có bộ vàng nè, 89 ngàn. Rồi bộ đỏ đô nè. Chốt cho em bộ đỏ đô. Bộ đỏ đô nè, 89 ngàn một bộ nha. À Mai Hoa hỏi như vậy, Mai Hoa ơi hỏi 43 kg có không mà thương biết hỏi gì vậy. Đỏ đô. Rồi thương có mèo hồng nhạt nữa nè. Mèo hồng nhạt nữa nè. Rồi mèo xanh lá nè. Mèo vàng nhẹ nè. Đó. Rồi mèo tím nhạt nữa nha. Đó bộ, bộ bây giờ 3 tháng thương có mấy bộ đó nha. Thương có mấy bộ đó. Đủ mèo. Có mèo đen nữa nè. Bộ bây giờ 3 thương thái thương có mèo đen nữa nè. 89 ngàn một bộ.
chất đẹp tuyệt vời, mát bao mát. Rồi thế còn cái áo khoác mèo riêu số mấy nữa ta? Số 3, 55-58kg quay đầu, 50-55-58kg nha, 85.000. Hàng có túi trong luôn nha mấy chị, hàng có túi trong luôn nè. Đó, hàng có túi trong luôn nha, siêu đẹp. Rồi lên em mèo riêu nha, mèo riêu. Phóc riêu số 3, 55-58kg quay đầu, 50-55-58kg. Vàng nghệ cho chị Trần Thị Thư, vàng nghệ cho chị Trần Thị Thư. Nhớ lấy quần ôm mời. Dạ ok chị, ok chị Quý. Có sai không em? Cái gì chị ơi? Hồi tăng ngày mai là bên em ship đơn á, phát cho Thư à, bộ đồ bộ mè xanh chị Hình Tiền, phát cho em Thư nè, phát cho em Thư. Chị Ruby, chị hỏi cái gì vậy chị? Hỏi cái gì có sai không vậy? Đồ bộ mè xanh cho chị Hình Tiền nè, đồ bộ mè xanh 89.000 chị Hình Tiền. Chị Hình Tiền đồ bộ mè xanh, bộ mè xanh cho Hình Tiền. Rồi con vàng, con cái áo vàng này đẹp lắm nha mấy chị. Hàng này hồi bữa em nhập 59.000 á, giờ em bán 49.000 cho mấy chị nè. Lỡ khui bị ra rầu sợ nó nheo nè. Con này trai nhỏ nhỏ mặc cũng được luôn. Rồi vàng 49.000. Chị có size S không vậy là hỏi về về em ơi. Gọi cứ tắt mé rồi thuê bao Nguyễn Thị Thủy nha. Chốt hàng gọi cứ tắt mé rồi thuê bao. Bộ không có size chị yêu nha. Bộ không có size. Bộ em không có size. Rồi áo vàng 49.000. Rồi áo trắng kiểu này em sale 30.000 luôn, hàng combo rip đẹp nha. Áo kiểu này em không mặc lên thì thôi, chứ mặc lên là bao đẹp cho mấy chị luôn á. Đó, cái tay nó như thế này nha. Con này phải mặc lên chứ đưa lên thôi bị khó coi. Đó, áo trắng kiểu như thế này nè. Rồi 30.000 luôn. Áo trắng kiểu 30.000 luôn. Rồi áo cam phun thái nè, 45.000. Cam phun thái bao đẹp luôn nha. Đó, nó thiêu nữa, rất là đẹp. 45.000 xa 55kg quay đầu cho em nha. 45.000 hàng thun thái cam thiêu. Cái này là toàn bộ là thiêu hết nè. Rồi 45.000 cho em nha, 45.000. Rồi có đỏ kiểu nữa nè, đỏ kiểu 30 luôn. Đỏ kiểu 30. Em sẽ mặc cái con trắng rồi em dơ cái con đỏ lên cho mấy chị coi nha. Hàng bộ là không có size. Đó, con trắng mặt nó như thế này nha mấy chị. Cổ nó xéo qua như thế này nè. Đó, mấy chị mặc vô rồi, vô với trong váy rồi cũng đẹp lắm á. Em có mèo trắng với mèo đỏ nha mấy chị, trắng kiểu hoặc đỏ kiểu nha. Vàng cho chị gõ kiều à, vàng là cái áo vàng đó không chị? Mấy chị chốt giá lên nha mấy chị ơi, chốt giá lên. Mấy chị chốt giá lên đây. Mấy chị ơi, chốt giá lên giùm Thương nha mấy chị. Chốt giá lên mấy chị ơi. Chốt giá để chừng mình làm đơn mình biết giá nha. À, áo vàng kiểu hả chị? Áo vàng kiểu đâu có đâu. Áo vàng nào chị ơi? Vàng 49 chốt giá giùm em mấy chị. Chốt giá giùm em với, chốt nhà em biết đường chốt. Chị Ruby là áo cam nè. Áo cam cho chị Ruby nè. Áo cam cho chị Ruby Nguyễn nè. Chốt giá nó giùm em nha. Toàn bộ mấy chị chốt giá nó giùm em nha. Hello em rất tiền nổ. Áo cam hiện tại em hết nha chị. Áo cam hiện tại em hết. Áo kiểu nào chị ơi? Quần ô mày còn kiểu nào nữa không? Em ở Hòa Thanh, Hòa Nhân, Bình Định nha. Trắng kiểu cho em tiệm bánh nô la Trần. Rồi trắng kiểu thương có đỏ kiểu nữa nha mấy chị. Đó, giờ mấy chị mặc thì kiểu cũng rất là đẹp. Rồi em có trắng kiểu và đỏ kiểu nha. Đỏ kiểu nó cũng y như vậy đó.
Rồi ai chốt đỏ kiểu lên em, đỏ kiểu, trắng kiểu lên trắng kiểu, 30.000 kèm giá giùm em mấy chị ơi. Mấy chị chốt vậy em rối não quá. Mai em không biết đường mà em tính tiền luôn á mấy chị, em thiệt. Hàng sale em không nhớ giá thôi nha, em bán theo quán tính lúc bây giờ. Mà mấy chị chốt vậy là mai em không biết đường có tính tiền, mấy chị kèm giá đó giùm em nha. Kèm giá đó giùm em mấy chị. Thằng này bị nó hết hết chứ. Chưa chốt cho em luôn á Kiều ơi, chị không biết chốt cái gì hết á. Rồi em còn áo đỏ nha, 45.000 đỏ phun thái. Đỏ phun thái này là hàng phun rộng nè, 45.000. Đó, nè nó có thiêu hết nha. Rồi ai chốt áo đỏ 45 đi, áo đỏ 45 60kg quay đầu. Rồi áo đỏ 45 nè, đỏ 45. Em còn đỏ mặt cười nữa nè. Đỏ mặt cười là phun vừa. Đỏ 45 hàng phun thái nha. Rồi chốt em mã đỏ 45 nè. Em có đỏ đỏ mặt cười nữa. 45.000 đỏ mặt cười. Xa 55kg quay đầu. Rồi chốt em mã đỏ mặt cười. Em còn đỏ mặt cười. Nãy là đỏ. Đây là đỏ thú. Tránh kiểu 30 chốt cho em rồi á, tìm bánh luôn nè ơi. Rồi đỏ thú phun nó từ laptop vừa nha. Đỏ thú. Em còn đỏ thiêu nữa nè. Đỏ thiêu nó giống như con cam màu nẻ mà nó thiêu đơn giản nè. Đó. Đẹp chưa. Rồi em còn mấy áo phong thái nữa là hết. Đỏ 45 cho đạn hẹp. Đỏ 45 cho đạn hẹp. Đỏ mặt cười cho thôn trương. Kèm giá giùm em mấy chị ơi. Kèm giá giùm em nha. Trời ơi bị ơi, mày ở chỗ nào? Chắc bị ác chiến quá đây thôi. Qua đây là đỏ mặt cười mà. Đỏ 45 nè. Đỏ 45 nè. Đây là đỏ mặt cười nè. Ở quanh đây là đỏ 45 cho bạn hẹp nè. Đỏ mặt cười cho em không trang nè. Đỏ mặt cười cho không trang nè. Đỏ phim cho Mai Lê nè. Kèm giá nè mấy chị ơi. Kèm giá giùm em nha. Nhiều khi bán không nhớ giá mà mấy chị không để giá thì mai em không biết đường em tính tiền. Phần có bị đụng nữa chứ. Cô ơi cô. Cô mình mắc cái bị ở ngoài kia vô cho bị gắn, bị đang hết bị. À, áo đỏ cho chị kia rồi nha. Đỏ nào nữa ơi, đỏ thú cho chị Ruby. Đỏ thú cho chị Ruby. Bỏ vô con coi thử có ở đâu không, mình hết cho mẹ cái coi. Rồi, không lấy. Mẹ đang hết bị rồi. Đỏ thú cho Ruby. Bộ dây tanh còn không hết rồi em ơi. Đỏ mặt cười, hiền quả. Hiền quả đỏ mặt cười, còn sót một con đỏ mặt cười. Bộ mùi phép sau 49.000 nha. Đỏ thúng không hết. Không còn một. Em hết đỏ rồi đó mấy chị. Không hết đỏ rồi đó. Có bao nhiêu bị? Rồi hồng rộng 30 nè. Hồng rộng 30 cho em nha mấy chị. Con này phun rộng nha. Hồng rộng 30.000, con này phun rộng. Bộ nam còn 2 bộ nè mấy chị. Úi trời ơi. Đỏ hết mất rồi nữ ơi. Đỏ chị hết rồi. Rồi con hồng rộng nha. Hồng rộng 30.000. Mặt tậu á. Hồng rộng kiểu tê lửa mấy chị. Rồi ai chốt hồng rộng 30 lên em hồng rộng 30 nha.
Rộng 30 cho chị Ruby Nguyễn. Rộng 30 chị Ruby Nguyễn. Rộng 30 chị Ruby Nguyễn. Em còn bộ đuổi này. Ba đẹp cho mấy chị luôn. Cái này hôm qua em hết rồi mà. Chốt một đơn này. Chứ hôm qua em không còn luôn á. Bộ đuổi 59. Hết đỏ nó rồi chị Thơ Nguyễn ơi. Em hết đỏ nó để thử kê nó có lòi ra nữa không nha. Nó có lòi ở đâu nữa không? Bộ đuổi này size 65kg mặc vô tư luôn nha mấy chị. Cái kiểu đó là kiểu tiểu thơ rộng á. Mấy chị bầu mì bon cho em cũng được luôn. 59.000 danh dự mấy chị, hàng em nhập 60.000 em chưa tính tiền siêu về cho mấy chị luôn đó. Hồng rộng hết rồi tới thích cậu ơi. Rồi bán 59.000 cho mấy chị nè. Đó. Con này mấy chị 60kg mấy chị mặc vô tư luôn. Kiểu của nó là tử thơ mặc dễ thương lắm nha. Đó, phông rộng kiểu như thế này nè. Đây nó đang thích mặc phông rộng 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 nha nè. Đó 59.000. Hết áo laptop nha. Mỹ lồn thương. Bây giờ về Thoa Nguyễn ơi, hết rau cũng quỷ. Đã nói là hết rồi, hết ao ao đỏ rồi. Hồng rộng hết rồi nha. Còn quần đùi không thương, hiện tại em không quần đùi dập ly rồi chị ơi. Chứ cái quần đùi có kèm địch á, size to. Rồi bộ này 65kg quay đầu luôn nha mấy chị ơi. 45kg mặc cũng được luôn, bởi vì cái dáng của bộ này nó làm nó theo cái kiểu rộng nha mấy chị. Đó, nó theo cái kiểu rộng nha. Rồi cho em bộ này bộ tiểu thư. Em còn 4 năm bộ vậy á, 59.000. 59.000. Mà tôi rộng. Bộ rộng cho con tiếp quay. Chụp kéo tôi á. Bộ rộng cho tiếp quay, đó mấy nhỏ nó ôm dài nè. Dễ thương lắm. Bộ rộng cho tiếp quay. Quần tay có rồi mà giờ chị like hết còn có chút à. Em con quần kèm được chạy ra nè, quần kèm được bây giờ chị sẽ 39.000 bộ 59 cho bạn Lệ Bùi. Lo ngựa ở xa không quan tâm mấy con này. Đầu ô tôi đang thích người ở gần hơn. Chứ sao bà nữ ơi bà chốt sale mà. Đầu ô tôi ớn mấy người ghê luôn á. Hồi nãy giờ bà vô sale mà biểu. Tôi thấy bà tôi đẹp lên bà toàn là sale nẩu không mà biểu. Bộ cho chị Lệ Bùi. Đây cái quần kèm địch này mấy chị. Tại vì nó có size thì nó không để qua phía đây. Chứ chưa có chọn size được. Bà cũng không nhớ là nó còn size gì. Sẽ 39.000. Cái thân con nó còn xa gì đây. Bộ tiểu thư à, má tôi chị ra tặng nơi lục cho rầu. Không, tôi không, hiện tại đang không có bán tại nhà. Bộ 59 cho Mỹ Nương. Đang dịch đó, đang dịch thương không có tiếp khách tại nhà. Bộ 59 hết rồi ta. Ấy chết cha cái bộ tiểu thư. Bộ tiểu thư okay. Bộ tiểu thư 59 hết mất rồi. Bộ tứ thư 59 hết đó rồi chị. Mấy chị à, cái bộ dài, bộ này khác. Bộ tứ thư 59 cho chị Lệ Bùi là hết nha. Mỹ Nương không có nha em. Cho Lệ Bùi là hết nha. Lệ Bùi là hết nha mấy chị. Bộ dây tăng hết rồi nha. Bộ xanh kia là xanh dài mấy chị ơi. Bây giờ chốt không được, từ từ cái chốt được nè. Bộ tiểu thư thương hết mấy chị ơi. Tôi còn hai bộ nam này size XL. Còn hai bộ size XL 65kg đối lại nữa mấy chị mặc được. 49.000. Chốt em bộ đen chữ. Áo này mấy chị làm áo rộng cũng đủ tiền rồi nè. Nói chỉ là có nguồn xung uống mì. Coi giảng cực kỳ phê. Size XL 65-68kg đối lại là mang vừa nè. 49.000 còn hai bộ đen chữ nha. Em còn hai bộ đen chữ nam 49.000 thôi. Còn hai bộ nam. Còn hai bộ nam. Chị lấy em một bộ là bộ gì Nhật Quỳnh ơi? Bộ gì? Bộ nam cho chị Ruby Nguyễn. Bộ nam cho chị Ruby Nguyễn. Bộ nam ai nhận cũng hỏi còn nữa không hết. Rồi em còn cái bộ này nha, bộ này là bộ dài có bo ống, áo là phông rộng. Trường hợp gọi điện chị không hư máy hoặc là không đủ đơn nha chị.
quần nam mặc không chị, quần nam mặc là sao em? Quần đùi nịt đây, má cầm tới rồi đây, quần đùi nịt bây giờ thương còn size bự không em, còn size L, XL, M nữa nè, quần đùi nịt là quần kem, đen chữ cho em phong thủy, cái gì vậy? Ở ăn cơm dư mà tém nữa bằng ly cà phê vậy, ăn cơm đi chứ. Có bữa đi làm gì thì có bữa đi nhậu về thấy cũng bắt chắc mà đi làm gì thấy vừa mới về thấy cũng tậu. Bộ nam hết nha mấy chị, bộ nam em hết nha, bộ mè xanh lúc nãy chị mặc hết rồi. Nhật Quỳnh ơi, bộ nam thương hết nha mấy chị yêu, đây quần này thương xả 39.000 này, thương còn ML XL, thương còn ML XL, thương còn size M, size L và XL nha, 39.000 kèm đi. Mặc áo dây nhìn mốc rập ấy. Mốc không? Hồn xuống mốc nữa không? Đó, thì còn size M, size L nha. M, L, XL 39.000 kèm theo dây này luôn nha mấy chị, giải quá là giải tiết mưa. 39.000 kèm theo dây này luôn. Rồi ai chốt quần kem 39 thôi em, quần kem 39 có đủ size luôn nha. Chị em còn M, L, XL. M, L, XL. Rồi ai chốt chốt cho em nè. M, L, XL. Quần kem. Em còn bộ này nha mấy chị. Bộ này bây giờ không còn đủ mèo. Cái áo thì mấy chị làm phun rộng luôn. Phun xe 79.000. 79.000. Áo mặc lĩa cũng được. Áo gì mấy chị mặc lĩa cũng được mấy chị. Quần mặc lĩa cũng được, mặc sao cũng được. 39 kem XL 2 cái, ok chị mỹ phẩm. 39 kem XL 2 cái. Quần kem size L cho Lê Phượng Hằng. 39.000 mấy chị ơi, mãi vô mãi vô. Chị mỹ phẩm. Mãi vô. Lê Phượng Hằng size L. M. Ai có cho em M đâu. L này chỗ nào? Đấy, L. L. Tìm L đã. Đây, L đây. Phượng Hằng size L 39 quân. 39 quân là 39.000 đó mấy chị ơi. Kèm nịt luôn. Một quần kem kèm theo dây nịt 39.000. Sao mấy bữa nay đẹp gái dữ ấy. Sợ mấy người chê á, nên phải sửa sạn cho đẹp á. Quần kem đem 19 chơi ký cho nên vẽ ký cho chơi kim. Sợ mấy người che quá nên phải sửa sạn cho đẹp chứ sao. Với lại dạ này có bồ mấy chị ơi. Có bồ. À chị Lê Hòa 2 cái. Ok chị yêu. Ok Lê Hòa này 2 cái XL. Ờ đi cơm đi. Ăn nhậu. Ăn nhanh vậy. Còn... Lâm sai gì xuống thì ở gì dữ vậy? Uống rượu không? Vâng. Ở hay sửa ra thử đi. Xem đúng giờ gì chứ. Quần kem 39 xéo của Lâm ký vừa cho bé ngốc ơi. Xéo 5 ký vừa nhân em. Kem sai mờ cho Út Phượng. Đẹp. Sai mờ cho Út Phượng. Có sai S nè mấy chị ơi. Có S nữa nè. Sai mờ cho Út Phượng đâu? Sai mờ đâu nào? Có S nữa nha. S nữa nha. 52 kg hả? Quần này thương mặc M thì mấy chị. Ờ thương 55 kg mặc M á. Thương 55 kg mặc M. Có bụng không? Quần kem xem lại thử hả? Quần kem có ớt nữa nè. Hồng sơn.
Quần này size nó hơi rộng á, mấy chị chốt nhỏ nhỏ size hơn xíu cũng được. Thương mặc M, cái eo nó cũng hơi vừa vừa một xíu. Bình thường thương mặc L mà quần này thương mặc có M rồi. Bình thường thương mặc mặc L nhưng mà quần này thương mặc có M rồi mấy chị. Đây. Quần kem đây nha. Đó, kem nịt luôn. 39 ngàn. Cũng 5 kg quần này sợ rộng không ta? Quần này thương 55 kg thương mặc có M rồi. À, xa lời cho bé lu. Rộng về mấy chị bốt lại một xíu em. Bé ngốc hả? Bé ngốc sai gì vậy? 65kg ok. Cho bé ngốc, bé ngốc ở đâu vậy bé ngốc ơi? Bé ngốc ở đâu vậy em yêu? 39 ngàn. Đổ mấy chị. Rồi bộ thương đang mặc 79 ngàn nha. Quần nó có bo luôn nha mấy chị. Về mà làm áo thun nỉ mặc đi chơi luôn. Quần lấy mặc với áo khác cũng được. Kiểu gì cũng xem. Rồi quần của nó nè. Có tuổi luôn nha mấy chị. Đó. Bo ấm luôn nha. Nó có bo ấm luôn nha. Đang mặc cái quần riêng mắt mà kệ nó không vô luôn. Hai cái mờ hả? Chị dục qua kia rào sáng có gì rồi gọi. Có gì gọi chốt đơn em biểu đổi nha. Chứ giờ chị bỏ qua kia rào chị không đi lọc đổi được á. Có gì gọi chốt đơn biểu đổi xong người nha. Quần nó có bo ống luôn. Con này 62kg thì mặc khô tư với mấy chị gió co giãn nè. Đó. À, quần kem size S cho em Thảo Ly. Kem size S cho Thảo Ly. Nghe này của nó là quần size S đây. Size S cho Thảo Ly. Bộ thương đang mặc 79 ngàn nha mấy chị. Quần có bo luôn nha. Ở dưới em size M hả? Với chị Tăng hả? Giờ thương dục qua kia mắt rồi mấy chị ơi. Sáng mấy chị chốt đơn mấy chị nói đổi em thương nha. Chốt quần M cho em rồi nha Úc Phương ơi. Rồi bộ này tuổi sau ba đẹp. Em còn gấu trắng, gấu hồng, gấu xanh nha mấy chị. 79 ngàn. 60-62kg. Mặt vô tư. Cột tóc lên xíu kìa. Xả xuống nhìn già dữ á. Rồi 79 ngàn. Em có trắng à, có hồng. Em có trắng hồng đỏ nha. Trắng hồng đỏ vàng. Trắng hồng đỏ vàng. Quần y vậy nha mấy chị. Áo khác nhau. Lấy ép hả? Phượng. Có gì mai nó đổi với mấy chị. Giờ thương dục con kia rồi thương biết vậy đó. Rồi đó em có gấu trắng nè. Gấu đỏ nguyên một bộ nha. 79 ngàn. Rồi gấu vàng, gấu hồng, gấu xanh. Gấu vàng, gấu hồng, gấu xanh. Quần đùi gì em coi giới. Áo phong bao nhiêu tiền. Đã nguyên bộ chị ơi. Nguyên bộ. Nguyên bộ quần y chang này nha mấy chị. Có bo ấm bên dưới nha. Nhưng mà nó có nhiều mèo. Rồi gấu trắng 79 ngàn một bộ nha. Gấu vàng nè. Áo ngọc chưa có tình tình ơi. Rồi hồng nè. Hồng nè, xanh nè. Xanh nè. Đó, đỏ nè. Rồi bộ gấu cũng có nha. Nguyên bộ như thương đang mặc có hồng, vàng, xanh, đỏ, trắng. Quần y chang thương đang mặc nha. Rồi thương có bộ này nữa 79 ngàn. Bộ này cho em bộ xanh chữ không rộng nha mấy chị. Con này 65kg mặc vừa luôn á. Nè xanh chữ cho em nè. Quần có bo nha. Xanh chữ. Quần có bo nè. Rồi cho em mẹ xanh chữ 79 ngàn. Quần tay như vậy còn ít lắm. Em có cái bộ hồng này nữa nha. Bộ nào lên em bộ hồng. Giả mặt mát giả mang. Mắt rự luôn á. Bộ hồng này. Không có áo rồi chứ chị. Có chứ mà bây giờ nó lộn xộn lĩ tỉ đây nè. Bộ này là quần mèo đen nha. Bộ hồng là quần mèo đen. Rồi ai chốt bộ hồng. Quần nó có bo nha mấy chị. Giả này mặc sướng lắm. Mát rự luôn.
mình em bộ hồng nha, 79 ngàn. Xanh chữ cho Ngọc Nguyễn nè, xanh chữ cho Ngọc Nguyễn đẹp lắm, xanh chữ cho Ngọc Nguyễn 79 ngàn, hàng nhập vô sau mấy ngàn đó chị. Xanh bộ hồng cho em Thu Thủy, bộ hồng cho Thu Thủy về trùng mẫu mới còn nè, bộ hồng cho Thu Thủy. À, xanh chữ cho tiệm bánh Thu Na Trần, tiệm bánh Thu Na Trần. Rồi em chị lên áo rồi cho chờ xíu thôi, bộ hồng cho Thu Thủy rồi nha, Thu Thủy có rồi nha. À, để bộ xanh chữ Yêm Thương ok nè, Ngô Thanh Văn bộ, bộ xanh chữ cho Ngô Thanh Văn này, xanh chữ cho Ngô Thanh Văn. Quần có bo ống nha, bộ thương ăn mặc bộ hồng đẹp lắm đó chị, cho khuôn mặt có quần ring nó dính ra chỗ đây nè, cái khuôn mặt thật đẹp luôn. Bộ hồng cho Đặng Hùng 65kg mặc vô tư luôn, con này hàng không dẻo mấy chị, nói chị nó mát mà nó coi giảng phê lắm, em nói thật luôn mấy chị, mặc cho bộ này nó nhị beo luôn á. Bộ hồng cho chị Đặng Hùng nè, bộ hồng cho chị Đặng Hùng 79 ngàn, hàng nhập 69 ngàn rồi mấy chị ơi, hàng em nhập 69 ngàn nè, trùng mẫu dữ quá em đẩy không nổi, trùng mẫu quá, trùng mẫu nhiều quá. Bộ đùi hả, hiện tại giờ chị còn mấy bộ đùi nè, chị còn bộ đùi kem nè, đùi kem chị xem 39 ngàn, mình còn hai bộ hay sao, chị nghĩ được khi chị bán hết. Rồi ai chốt bộ em đang mặc bộ hồng xem 9 ngàn lên em bộ hồng nha, chị còn bộ đùi kem, bộ đùi kem em bộ chị đang mặc ok Trúc nè, bộ hồng cho Trúc nè. Ok Văn nghe, ok Văn. Rồi lên cho em bộ đùi kem, bộ đùi kem 39 ngàn, xe 39 ngàn luôn, bộ thương đang mặc 79 ngàn chứ Trúc ơi, bộ chị đang mặc là 79 ngàn. Rồi bộ kem xe 39 ngàn, mặc mê luôn á chị, nó mát lắm em có thiệt luôn, bộ kem 39 nè, bộ hồng 79 ngàn em yêu ơi, bộ hồng 79 ngàn nha, chị nhập vô 69 ngàn rồi, chị nói thiệt luôn á, quần sọc nam còn nha chị Mai ơi, quần này bộ này em có thiệt, em nhập 69 ngàn rồi mấy chị ơi, bán 79 ngàn ok chốt. Rồi bộ kem, bộ kem 39 còn hai bộ nè, bộ kem 39 ngàn, xe 39 ngàn trả cho mày không mát trả em luôn mấy chị, còn hai bộ kem, kem 39 ngàn nha. Đó đây em bộ kem, bộ kem 39 cho Út Hồ còn hai bộ kem 39 nha mấy chị, quần quần ngố áo phông rộng á, kem 39 cho Út Hồ. Em còn bộ Myanmar cánh dơi lông lông đỏ nè mấy chị, sale 5 ngàn, Myanmar cánh dơi lông đỏ nè, chị nào thích mặc cánh dơi lông chốt em nè. Bộ kem, bộ đùi kem cho Thương Trần, bộ xanh chữ, bộ kem đùi hết Thí La ơi, còn hết hết mất Thí La ơi, xanh chữ cũng hết luôn. Bộ kem, chiều có chốt bộ kem cho em rồi Nhật Bản nha, chiều chốt là có chốt rồi. Bộ Myanmar lon đang rất là hot rồi mấy chị ơi, 65 ngàn, xe 65 ngàn, kem 39 em hết rồi Trung Mơ ơi. Đó, bộ này Myanmar cánh dơi đang rất là hot luôn, 65 ngàn, có túi luôn nha mấy chị, quần đùi nha, quần đùi còn hai bộ 65 ngàn đây. Đó đẹp không, quá đẹp quá đỉnh luôn, bây giờ mang cánh dơi. Rồi em còn hai bộ lông đỏ, em còn hai bộ lông đỏ nha, còn hai bộ lông đỏ.
hồng ruốc. Em còn một con số 3 85.000. Ok cho Võ Kiều một bộ này. 65.000 cho Võ Kiều một bộ. 85.000 con áo khoác số 3 thương lăng mạch 55-58 tí quay đầu 50kg đổ lên. Còn mùi kiểu nào nữa không chị? Hiện tại hết Úc Hồ ơi. Để chị coi thử còn không. Nó bị rã rác ra mấy chị, rớt la rớt lại lộn xộn nó rã rác ra. Đúng cái nào là thu gục cái đó cho mấy chị nha. Rồi 55-58kg quay đầu cho em. Hàng có túi trong luôn nha. Áo khoác hồng ruốc kèm 65kg bao vừa luôn mà giờ hết rồi mấy chị ơi. Rồi áo hồng ruốc cho em còn một con số 3. Áo này dễ mặc lên mà mặc sướng lắm mấy chị. Em nó thật, nó mát mà nó đã không gì đâu luôn. Rồi lên em mèo hồng ruốc nè. 85.000 nha. 85.000 số 3. Mấy con này chắc chốt rớt sai lại hay sao đây. Chứ hồi bữa hết trơn rồi. Rồi áo khoác hồng ruốc 85.000, hàng có túi trong luôn nha. Lên em mèo hồng ruốc nè. Em còn mèo hồng ruốc nè. Em còn mèo ruốc tậm nữa nè mấy chị. Ta không báo thuốc phí hả? Em có báo là mấy chị. Chắc có nhiều cái em quên. Con này số 2, số 2 em mặc. Em thích mặc số 2. Ôm cho nó đẹp. Em còn con này số 2 nè. Mèo ruốc tậm số 2. Số 2 là số nhỏ nhất á. Bốn mấy ký mặc cũng vừa. Rồi con này số 2 cho em nha. Chốt em mã số 2 luôn đi. Chốt em mã số 2 85.000. Size nhỏ nhất của áo khoác á mấy chị. Con này số 2, 55kg mặc được đó, thương mặc thương 55kg đó mấy chị. Số 2 nè, 85.000. Chứ có mẹ xanh đẹp đây nè, xanh đẹp bữa dành lộn ghê quá. Này chắc một đơn rớt ra. Rồi xanh đẹp số 3. 2, 3, 4, 5 gì thương mặc cũng vừa hết trơn á. Đẹp chưa? Rồi 85.000 nè. Quá đẹp. Cái giải mặt đã lắm mấy chị ơi. Không bao giờ xù lông cũng không bao giờ bị giãn nha. Còn mặt nó mát dễ man luôn. Mát lắm. Rồi với lại thương có áo ho nữa nè. Áo ho là 89.000 nha. Nó cũng y như vậy mà giặt ho. Nó có họ tiếng nó là ho. 89.000. Chắc mê lắm mấy chị. Con này có số bự luôn nha. Mấy chị 60-65kg mặc vô tư. Áo hồng đang mặc 60kg vừa không ạ? Hiện tại áo hồng đang mặc 60kg mặc không vừa nha em. 60 cái chốt qua cái đây, xanh đẹp cho hình tịnh này. Rồi vàng ho này, vàng ho có size này. Đó. Con này số 10 số 2 kg mặc vô tư. Nó y vậy nhưng mà họ tiếp nó có ho nha mấy chị nên nó hơn 4.000 nha, 89.000. Chắc đẹp lắm. Áo này em bán quá trời, chắc trên đây mấy chị mua áo đây nhiều lắm rồi nè. Rồi em có mèo vàng. Vàng ho nha mấy chị, 89.000. Áo ho chị Vân bao nhiêu ký chị yêu ơi, mấy chị chốt ký đây, Phương lấy size mặc cho nó đẹp. Áo ho á. Áo khoác chị hết màu đen rồi Dương ơi. 63 ký vừa, hàng có size mấy chị ơi. Có túi trong. Hai bên túi đều có khó kéo luôn rồi mấy chị. Năm túi có khó kéo luôn. Đọc tiền, đọc vàng thoải mái. Rồi ai chốt vàng ho lên, vàng ho kèm theo số ký giùm Phương nha. 89.000. Vàng ho, tôi có một con vàng sáng số 4 này. Số 4 sang có một tí mặt vừa này. Chị là thích vàng trơn, đây đây vàng trơn này. Đây đây vàng trơn này nghiệp bạn ơi. Vàng trơn này. Vàng trơn số 4 xa 61kg mặt vô tư, đây vàng ho nha mấy chị, 89.000. Hàng áo khoác là nói mấy chị mặt là nghiền thôi. Mát cực kỳ luôn, mặt ở nhà dưỡng da rồi cũng bao phê. Mặt đi đâu cũng đẹp. Áo ho mèo vàng 55kg với chị Trần Thị Vinh. Vàng ho 55kg. Trần Thị Vinh. Ok Vinh này. 55kg cho Vinh này. Em muốn 2kg rộng. Cho em có quần tay size L. Là quần tay mã nẻ của chị đó không. Ok quần tay size L cho em đi. Còn đâu cũng làm nẻ chứ. Quần tay size L cho em đi. Và em còn một con vàng trơn này mấy chị. Số 4 sống 1 tí quay lại. Mặt vừa. Rồi ai chốt vàng trơn lên em vàng trơn nha. Lên em vàng trơn. Em có xanh riêu ho nữa nè mấy chị. Xanh riêu ho nữa nè.
Đó, xăm riêu kho nữa nè. Đẹp chưa? Xăm riêu nó có giặt kho 89 ngàn nè. Đưa quần tay em xem. Quần tay chỉ còn một mảy duy nhất. Con này khui rồi, để em đưa luôn để mấy công sắp ra tặng em. Cho chị coi quần tay ngang em. Ok chị Hạnh. Quần tay em còn con khoác sườn nâng cao. Đẹp lắm. Nè. Đó. Nâng cao hết nha mấy chị. Rồi mã này chốt cho em mã số 55 nha mấy chị. Mã 55 nha. Mã 55. Mã 55 cho em nha. Rồi con áo khoác màu vàng thưa mặt. Ai chốt vàng trơn lên em vàng trơn nha. Vàng trơn. Vàng trơn, em có mèo vàng chanh nữa nè. Mấy chị chốt số ký thương bóc xa cho nha. Vàng chanh. Hai áo khoác bữa trước đi đơn chưa? Chắc đi rồi á chị ơi. Nếu mà đã gọi là đã đi đơn nha. Có khi bữa nay cho lễ mấy chị nhận hơi trẻ. Rồi em có mèo xanh dương nữa nè. Kèm số ký nha, 89 ngàn có họ tiếp kho nha. Với lại mèo tím nữa nè. Mèo tím nữa nè. Đó, nó có họ tiếp kho nha. Mèo tím. Quần tay 89 ngàn nha em. Còn kịp nam trình lý nha. Còn kịp nam. Với mèo xanh đậm. Mèo xanh đậm nữa nè. Đẹp chưa? Đó, mèo xanh đậm. Mèo xanh đậm. Rồi áo khoác này 69 ngàn nha. Áo khoác này 69 ngàn, hàng không ngủ chắc phun poly. Mặt mát lắm mấy chị. Dưỡng da cũng bao phê luôn. 69 ngàn. Quần tay phun ôm hay rộng? Quần tay nhắn bét ghi thường thôi nha. Phun vừa, không ôm cũng không rộng. Quần tay size M cho Nguyễn Liên. Nhắn bét ghi nha mấy chị. Size M cho Nguyễn Liên. Rồi áo khoác của Zaman 69 ngàn. Không mua được áo khoác này giá 69 ngàn đâu mấy chị. Con này 60kg mặt vừa. Vàng chanh em muốn số mấy? Vàng chanh chỉ còn nhiều số kia. Em muốn số mấy thì bóc số mấy nha. Việt Nam đây nha em. Vàng chanh em muốn số mấy thì bóc số mấy nha. Việt Nam là mẫu này nè. Hương hoa sông mấy phụ treo tường có mè sẵn không em? Còn mấy mèo đó chị. Còn mấy mèo đó chứ không có mèo đen rồi. Việt Nam này, hàng Carolin siêu đẹp luôn nha. Đó. Rất là đẹp. Có ba mèo xanh đen, đen với lại mèo xanh. Nhưng mà ba mèo tối hết. Còn canh thì hiểu muốn số mấy lên số mấy nha. Rồi áo thì đang mặc 69 nha. Áo khoác đang mặc cho em cho chị Hình Tịnh nè. 60kg mặc vô tư. Chị Hình Tịnh. Đi sông miền Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải Vân. À, áo khoác sale 9 hiện tại cái mèo đó thương hết nha, không có mèo khác mấy chị ơi. Áo khoác sale 9 thương có mấy mèo đây nữa. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối ai áo khoác sale 9 mèo đó thương còn nha. À mèo đây khác mà. Ngày hôm nay thân thang con đường đời tàu ăn đi sắp đi chuyến tàu. Còn thùng ngố nữa mấy chị. Còn thùng ngố nữa em xả mấy chị luôn. Mai dọn đã luôn mấy chị. Mai dọn đuối luôn á. Áo khóc quần lót nam mà. Ờ quên bao giá quần lót nam chứ. 79 ngàn năm con nha. Ờ chị đưa lên áo khóc cho. Hết trang nước kẹt rồi mấy chị. Lóc nam hết khẩu trang luôn nha. Lóc nam là 79 ngàn năm con nha mấy chị. Cho em xem là áo khoác hoa tím với xanh. Hoa tím với xanh quá đỉnh luôn này chị Bạch cho. Áo khoác hồng 54kg 2 cái.
áo khoác bông hả chị? Chị muốn bông nào chị Hướng Phạm ơi? Bông nào chọn đi ạ? Áo khoác siêu chín để lên lại bạn mèo cho nha. Chị muốn bông nào chị lên mèo nha. Mèo nào cũng đẹp hết mấy chị, 89 ngàn mà không đẻ, đẻ thương luôn. Bao không sùng lông, không giảm, không gì cho mấy chị mà mát cực kỳ nha. Ai là hoa tím nè? Hoa tím còn một con duy nhất luôn á. Đó, 55-56kg mặc vô tư luôn á. Con này dễ mặc lắm mấy chị, 40kg mấy chị mặc cũng được. Mà 55kg mấy chị mặc cũng được, cái giả nó mê luôn. Hoa tím đẹp không? Đó, 89 ngàn một con. Không dám để gần mặc thì xấu quá. Hoa tím hàng hai bên túi có dây kéo, có túi trong luôn nha. Em còn hoa tím nè, hoa xanh đậm nè, đẹp lắm, mấy cái mèo lên da rất là đẹp. Hoa xanh dương, hoa vàng chanh, hoa xanh riêu gì. Năm cái quần lót nam Đinh On ơi, chị lên số ký, lót nam có ký nha mấy chị. Chị Hương Phạm, chị muốn chọn bông nào chị nói em nha chị yêu ơi. À, em ở Hòa Thanh rồi nhưng Bình Định nha. Rồi à, em còn áo khoác hồng này 69 nha, em còn khoác hồng này. Để khoác xanh kia em chốt với chị Thành Tịnh rồi. Mấy chị kia áo khoác xe 9 mấy chị kia có nha. 69 ngàn mặc bao phê luôn nha mấy chị. Hoa tím size số bao nhiêu em vừa không? À, chị mới mặc lên á, số 3 á, em mặc vừa luôn á. Nó dễ mặc lắm. Xanh đậm 47kg hả? Em coi xanh đậm 47kg còn sai không? Nó có cái hoa nâu nữa nè. Xanh đậm 47kg hết xa nha Nguyễn Thủy ơi. Quần đàn xeo hả? Chị Nam 70kg, chị Đòn Trăm. Chị lên số họ để chỉ cho em với chị ơi. Hà Hương ok chị nè. Chị Đòn Trăm nè, chị Nam 5 con cho chị Đòn Trăm nè. Hoa tím 60kg mặc vừa không? Hoa tím 60kg mặc hơi chặt á. Hoa tím chị Hương Phạm. Hương Phạm bao nhiêu ký chị chốt size như em không? Hương Phạm chốt size như em mặc đúng không? 89 ngàn rồi, áo đang mang là 69 hồng. Mặc những da bao phê 60kg quay đầu cho em nha. Con này 60kg mặc vô tân luôn. Áo khoác hồng thương đang mặc nè. Áo hoa xanh dương nha chị, mặc lại em xem thử rồi ok. Áo hồng đang mặc size 60kg quay đầu dùm thương nha mấy chị ơi. Áo hồng thương đang mặc 69 ngàn size 60kg quay đầu. Cái đang mặc vừa nha Trúc Ly, lên số thoại địa chỉ xin chốt đơn nha. Trăng Vinh áo hoa xanh dương đúng không? Mặc lại áo hoa xanh dương đúng không? Em lên tầng mèo mấy chị chốt giùm thương nha mấy chị để lộn nha. Ai lại đây là hồng này, hồng sơn 9.000 xa 60kg quay đầu. Thanh Dương đây, Thanh Dương mặc thử em coi đúng không? Thương 55kg thương mặc mẫu rồi mấy chị chốt. Áo khoác vàng trơn 55kg mặc vừa nha chị Ảnh ơi. Vàng trơn xa 55kg mặc vô tư. Rồi đây Thanh Dương, Thanh Dương xa 60kg quay đầu. Đó thương nói 60kg quay đầu, tức là từ 50 tới 60kg là mấy chị mặc vừa hết nha mấy chị. Rồi lên em mặc Thanh Dương. Hoa Thanh Dương là 89 ngàn. Áo khoác hoàng trơn 55kg bao vừa bao đẹp. Mẹ hoa nào nhạt không? Đây này hoa thương lên nè mấy chị. Rồi áo hồng, áo hồng sơn 9 ngàn. Chị là chốt áo hồng lên em áo hồng. Em có mèo xanh cốn nữa nè. Áo khoác sơn 9 thương có mèo xanh cốn nữa nè. Mèo xanh cốn xa này 55kg quay đầu. Xanh cốm 55-56kg quay đầu. Em còn này xanh cốm nè 69.000 nha. Xanh cốm. Em có hồng ruốc nữa nè, 55kg quay đầu. Hồng ruốc 55kg quay đầu. Đó, hồng ruốc nha, 55kg quay đầu, sale 9.000. Áo khoác hoàng trơn giá 85.000 nha. Rồi em còn có mèo đỏ đô nè. Đỏ đô 60kg quay đầu. Ở đô 60kg quay đầu, 60-62kg là được. Rồi mèo này kêu mèo nâu đi, 55kg quay đầu. Khoác nâu xeo 9 ngàn. Đó, áo khoác xeo 9 ngàn có mấy mèo đây nha. Có mèo đen nữa nè. Mèo đen. Mèo đen 55-56kg quay đầu, nó hơi đen ngã sang đen đen á.
Rồi Thương còn quần ngố, quần ngố mèo kem, kem lịch chu ngang thử không còn size gì L. Còn size L. L. Ủa cái này sao còn size L không nhỉ? Này vậy có lộn không? Còn L không được đâu. Rồi em còn quần ngố đây. Có kèm nịt luôn nha mấy chị. Rồi em xả 45.000 nha mấy chị nha. Ngố. Em còn size L rồi. Size L này 60kg mang vừa nha. Quần này thương mặt có M thôi mấy chị. Quần này thương mặt có M thôi nha. Chị ẩn một quần dập ly mềm xanh riêu, một áo khóc mèo vàng trơn 85.000. Chị ở đâu thì chị ẩn hơn. Chị lên số họ địa chỉ nha chị. Quần treo trường chất liệu là thun nha mấy chị. Còn đầm babydoll nha. Em vẫn còn đầm babydoll. Quần treo trường là chất liệu dập thun dập ly. Nó đẹp lắm. Ừ. Đó 49.000 một quần thun dập ly nha. Đủ mèo. Rồi 45.000 quần ngố. Giờ thương còn size L thôi nha. Size L này 60kg mang vừa trên 55kg tới 60kg. Con này thương mặt có M thôi nha. Áo hồng sao chín ở đâu mấy chị ơi? Chị Nguyễn Thị ẵng lên số điện thoại lên địa chỉ. Chị Ti Phèo lên số điện thoại địa chỉ. Số điện thoại có rầu mà địa chỉ chưa có. Áo khoác mèo hồng hay mèo xanh còn không em? Số to nhí còn nha chị Dung Mỹ ơi. Mấy chị chốt kèm thêm số điện thoại địa chỉ giùm em mấy chị ơi. Rồi quần kem 49.000 quần ngố nè. Siêu đẹp kèm lịch luôn nha. Em còn mỗi size L nha. 55-60kg mấy chị chốt nha. Dứng đó đừng chốt để rộng. Quần đây không có mèo đen. À còn đen chứ. Còn đen chứ quần chứ không có mèo đen. Em còn đen, đen thành như còn L, ML, XL sao? Đen còn ML, XL, con này có đen nữa nha. Chị này chốt đen rồi em đen. Áo khoác 69 69k đó. 60kg đỏ hả? Chị lên sớm hỏi thì chị mấy chị ơi. Ủa ghê. Em ở Hòa Thanh, Hòa Nhơn, Bình Định nha mấy chị. Em ở Hòa Thanh, Hòa Nhơn, Bình Định. Em ở Hòa Thanh, Hòa Nhơn, Bình Định. Rồi dễ thương chưa? Áo dài tay cổ thuyền, cổ rộng nhà nè. Mặc lên bao đẹp, hàng thun bô rip size 55kg quay đầu giùm em. 55kg chị là thon người xíu nha. Quần 45.000. Còn mẫu quần lúa mèo khác không thương, còn mèo đen. Quần đó thương còn mèo đen với mèo kem á mấy chị. Quần lúa 50kg không có, nãy giờ thấy mấy chị chốt áo khoác ghê quá. Mình chưa chốt được một ai luôn mấy chị ơi. Chốt toàn là thiếu số ký, rồi về thiếu số thọ địa chỉ. Thương lên nó khó không nói mỏi miệng luôn. Chốt đặt lắc đặt lơ. Nãy giờ Thương chưa chốt được cho ai á. Rồi áo dài tay 30.000. Quần Thương mới lên đó mấy chị. Áo dài tay 30 lên em dài tay 30 nha. Dứng 55kg. Tây phèo. Áo hồng sơ chín ok cho tây phèo nè. Quần xuân tay. Áo hồng sơ chín size 60kg nè. Ok chị nè. Cầu chung ok chị ẩn nè. Áo khoác vàng trơn với lại một cái quần dập ly hả chị ẩn ơi. Chị chốt cái vàng trơn đúng không chị? Chị ẩn để thử chị ẩn chốt gì đâu ha. Một cái quần dập ly mềm xanh riêu với một áo khoác vàng trơn ok chị ẩn nè. Một cái quần vàng, một áo khoác vàng trơn 85 với một cái mềm xanh riêu riêu ở đây. Một cái quần mềm xanh riêu đâu hết nào. Cho chị ẩn nè. Thêm một quần dập ly mèo hồng. Rào ok bỏ kiều. Thêm một quần dập ly mèo hồng. Ok chị nè. Rồi ba cái cho chị ẩn nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng gì đậu gọi phải không? Ngủ quay ngủ đi, sáng gì đậu đi cúng ngủ đi con. 30 giây thì bỏ kiều. Áo hồng đậm số to, dạ số to chị. Áo hồng đậm số to loại 80 lên ke hả chị Dung Mỹ? Chị ở đâu rồi chị? Chị Dung Mỹ chị ở đâu rồi chị yêu ơi? Hồng đậm loại 85k. Chị ở đâu rồi chị? Áo thun dài tay màu vàng thư thớt, quần cao tường đẹp lắm. Cao tường nó là quần dập ly á mấy chị ơi. Cắt của nó nè à. Đó. Đẹp. Nó còn mấy mèo đó nha. Còn 3 mèo thun treo. Cái mèo nữa ta. Da đậm hơn nữa nè. Em còn đồ bé nha mấy chị, đồ bé size 20kg đổ lại không còn nha. Còn sót lại một cái mèo đây nữa là hết. Còn sót lại một cái mèo da đậm hơn nữa là hết. Áo khoác xanh cốn còn nha. Quần dập ly mèo riêu. Cho xem lại quần ngố hả? Tối mèo tối em ơi. Ok chị Dung Mỹ công ty mê. Em còn một cái mèo da đậm nữa nè mấy chị, dập ly á. À, để tôi chốt coi thì nghĩa một cái quần dập đây mèo riêu. Mèo riêu hết bắt đầu. Hết mèo riêu rồi em ơi, còn 3 mèo đây hè. Hồng xám với da. Còn 3 mèo hồng xám da nha em. Còn 3 mèo hồng xám da, muốn lấy mèo là lấy nha em. À, chị Dung Mỹ, mèo hồng số to hả chị? Mèo hồng số to loại 85.000 nha chị Dung Mỹ, số to đúng không? Ok chị Dung Mỹ nè. Hồng đậm loại đen tấm đây mình là số to. Áo thun dài tay màu vàng thun thép. Ok chị Dung Mỹ. Áo xe chín có mèo tối nè em. Mèo tối tùm lum. Đỏ đô nâu đen rồi nè em yêu. Đỏ đô nâu đen nè. Áo sâu 9.000 á. Quần ngố đây nè. Quần ngố thun xe 45.000 nè mấy chị ơi. Quần mèo riêu thun hết nha. Đây. Tấm mèo đen nữa mà chắc bên kia rồi. Ngố kèm địch luôn 45.000. Kèm size bình thường nha. Áo khóc mèo cuốn còn. Lê Hòa dập lên mèo hồng cho Lê Hòa. Cho xem lại mèo cuốn. Ok chị yêu. Chị Dung Mỹ mèo hồng cho to. À dập lên 60kg vừa nha chị. Áo xanh cuốn đó nha chị ơi. Xanh cốm đỏ sâu 9.000 đúng không? Xanh cốm sâu 9.000 phải không? Chọn quần dập ly 60kg vừa nha. Một cái da đậm, một cái hồng. Dập ly ok, Nguyệt Nguyễn. Nguyệt Nguyễn biết Nguyệt phải không ta? Sao đây lấy Nguyệt Nguyễn vậy? Phải em không Nguyệt? Em phải không Nguyệt? Nguyễn là Nguyệt không? Hết bộ nam mất rồi chị ơi. Hết bộ nam mất tiêu. Ai cũng hỏi bộ nam, bộ nam đẻ quá ai cũng hỏi hết. Giờ hết mất đầu. Nguyệt không? Nguyệt không ta? À, để quần dập ly màu xanh cho Bích Vân Trần. Ok bà Bích Vân Trần. Một quần dập ly màu xanh cho Bích Vân Trần. Cố kem 57kg cho Chi Kim. Cố kem 57kg cho Chi Kim. Chi Kim à, hết đồ nan. Dập ly màu xanh cho Bích Chi Trần. Dập ly màu xám cho em Thầy Nguyễn. Màu xám là màu nào ta? Màu xám là màu để chị mới đưa lên hả? Đâu màu xám đây cho quên. Màu xám cho Thầy Nguyễn. Một áo khoác xanh cốn chị Hạnh. Chị Hạnh cho chị Du Ký chị Hạnh. Cái đây nở lên nó vừa nó cong. À Nguyệt Nguyễn đây khác nữa hả? Những bộ Nguyệt Nguyễn. Một áo khoác chị ơi, chị Hạnh ơi, chị Du Ký đi chị. Ok chị. Xanh cốn chị vừa nha chị Mến. Áo khoác xanh cốn chị vừa nha. Con này sao 60kg quay đầu. Xanh cốm chị Hạnh Nguyễn, chị Như Ký, chị ơn, dấn 60 thì được nha chị.
cố em còn hai con này, sai lưới 60kg là được này, thì hành nhuyễn một con này, cho thêm một cái mùng chập ly mèo hồng cho chị, cho chị yêu pin fan này, pin fan này khoảng 50 đổ lại hả, 50 đổ lại mà chị tay em 55kg em mặc này, chắc chị mặc được trong đó phải không chị, số 3 mà, số 3 quần đỏ mèo kem. Chị Hạnh chốt áo em đang mặc không? Nó có một size như em đang mặc vậy thôi nha. Chị 50kg ngang chị to. Nếu ngang chị to thì chị mặc được, còn nếu mà chị ốm là mặc rộng nha chị. Chị chốt lại giùm em ơi, chị thấp thì chị chốt nha. Em nghĩ chắc 50kg cái con này chắc chị mặc được á. Thanh Cốm nè. Hello Diễm My. Quần đỏ mèo kem. Quần dập ly á hả chị? Quần dập ly mèo kem cho chị có hôn. Dập ly mèo kem cho chị nè. Hết giấy cái đi. Chia rộng hết giấy. Ở đâu đây nỗi nhớ em vừa về bên kem thì chị không quan tâm. Quần mèo kem thì chị không quan tâm. Ok Hạnh Nguyễn. Áo đang mặc có mèo khác thì chị đốc sang. Đang mặc có mèo khác nha. Ngốt kem 45k 56kg cho Hiền Võ. 56kg. Cái này khuôn mặt mờ, mấy chị chắc mặc lờ được đó ha. Con này khuôn mặt mờ chắc mấy chị mặc lờ được đó Hiền Võ ha. À, áo đang mặc có mèo khác nha. Xanh cốm cho Hạnh Nguyễn rồi nha, xanh cốm cho chị Mến. Hết xanh cốm mất tiền phèo ơi. Chị chốt cho em rồi Nguyệt Nguyễn. Hết xanh cốm mất rồi chị ơi. Hết xanh cốm rồi. Chị chốt cho em rồi nha. Quần tay em còn MLXL. Áo đang mặc còn mèo đỏ đô nè, mèo đen nè, mèo nâu nè, mèo hồng ruốc nè. Đó, áo đang mặc này chị. Xéo 9.000, hồng ruốc, nâu, đen và đỏ đô. Hello Dân Hân nha. Hello Dân Hân, với còn một mèo vàng bò nữa nha. Áo đang mặc á, có mèo vàng bò nữa nè. Mèo nào mặc cũng đẹp. Có mèo vàng bò nữa nè. Còn quần tay nha, còn quần tay. Còn quần tay mẫu này nha, MLXL. Quần tay mẫu này khó xương nha. Còn size M, size L, XL. Còn tay đây. Áo khó chị mặc. Size 60kg quay đầu, 69.000 một con. Rồi quần tay cũng còn mẫu này, da kéo bên hông. Ok em. Áo chị mặc hết rồi. Áo thun đó có hỏi áo thun đó hả? Rồi em còn một con đen kiểu này, dễ thương lắm nè. Nó có kèm dây nịt nữa nha. Tay nó phối lưới. Size này chắc 55kg quay đầu nè. Em khỏi mặc mẫu nha mấy chị, con này đẹp quá thôi. Rồi em sale 30.000 cho mấy chị khỏi mặc mẫu ấy. 55kg quay đầu có kèm đai nịt luôn nha. Chị không thích đai nịt thì bỏ nịt. Áo đen 30 có dây kéo ở phía sau nha. Đẹp lắm. Hẹn nào không chốt em thấy mặc mẫu. Đen 30. Rồi con này size M 52 cái đó lại 29.000. Cổ vàng 29.000 size M nha. Cổ vàng 29.000 size M. Cổ vàng 29.000. Nâu số 2 hả chị? Chị coi thử nâu có số 2 không? Nâu số 4. Nâu số 4. Xanh cốm chị nào chị mến? Chị có nha. Nâu không có số 2 chị Đức Khang ơi. Nâu không có số 2. Có còn mẫu khác không vậy? Thương có ba cái mẫu khó chứ làm có còn khó kaki. Quần tay bao nhiêu? Quần tay 89.000 nha mấy chị. Cổ vàng 29 cho Nguyễn Liên. Với này thương còn khó kaki, còn hai con khó kaki 109.000. Quần tay cho chị hả chị? Ok chị, quần tay size XL cho chị Lĩnh. Cổ vàng 29 cho quần tay
bay đẹp lắm. Em còn khóc khóc ca cây về cam với về đỏ đẹp lắm. 109.000 này. Vòng tay cho chị lĩnh này, tay chị trẻ lờn. Gì báo bữa nay báo có ngày mấy mà sao hết nhỉ? Báo ngày 2 mà sao báo hết 1.500 đơn trời. Kiểu kỳ. Chơi kỳ trời. Mẹ đâu. Tay 58kg có sai XL á. Vậy vậy trời. Cô ơi, con lụm cho bị cha cái ái kia. Cái bút lông kia. Tự bán có thầy sẽ báo hết 1.500 đơn không cho im nữa nha. Áo khoác xe 9 xe 1kg đỏ đô. Cô ơi, vô buồn hết à. Mấy cha con dẫn vô buồn hết à. Dẫn xíu cho mấy chạy. Cô đang im thịt ngon cho em nhé. Châu cha mẹ ôm dài cái chân mình đi xem. Còn tay chị hoa xong. À, áo khoác xe 9, xe 1K đỏ đô. Để em coi thử cái mẹ đỏ đô có sai đó không. Đỏ đô size 60kg đúng không? Rồi ok nè, đỏ đô size 60kg cho Bảo Chí nè. Bảo Chí đỏ đô nè. Quần tay 58kg mặc vừa. Quần tay cho chị không vừa cho chị lên quan tâm ơi. Quần tay Thúy Lê lên số điện thoại địa chỉ nha Thúy Lê ơi. Quần tay Thúy Lê lên số điện thoại địa chỉ. Rồi áo khoác nơ mặt là 109.000 nha mấy chị. Võ Lê Quỳnh Chi lên số điện thoại địa chỉ nha em. Võ Lê Quỳnh Chi lên số điện thoại địa chỉ nha. Áo nơ mặt em còn đỏ với cam nha mấy chị. 109.000 đẹp lắm nè. Bên ngoài, bên sâu của nó nè. Áo nơ mặt còn đỏ với cam. 109.000. Hàng KP Chủ so. Rồi cái con sơ mi đỏ. Bỏ leo quần quần chay ok. Quần tay size L. Con đỏ hết lắm mấy chị ơi. Con đỏ em hết lắm nè. Bỏ leo quần chay. Em còn sơ mi đỏ. Sơ mi đỏ đây đẹp lắm. Size gì đây? Con này không có size. 29.000 cái áo sơ mi đỏ này mấy chị. Tay phòng dễ thương lắm nha. 29.000. Tóc đỏ thương hết size nha mấy chị. Tay của cái áo sơ mi đỏ nè. Đó dễ thương cực kỳ luôn mấy chị. Tay phòng này. Đó 29.000 giả lụa em. Mấy chị nó mát dễ mang luôn. 55kg quay đầu. À ok, Nguyệt Đạn của tóc đỏ. Tóc đỏ 1.9 cho Nguyệt Đạn. Nguyên Đạn. Quần tay 57kg. Thúy Lê ở đâu vậy Thúy Lê ơi? Thúy Lê ở đâu vậy Thúy Lê? Quần tay cho Thúy Lê. Tay cho Thúy Lan. Rồi sơ mi đỏ 29.000.
ngàn mấy chị, giải lụa này mấy chị ơi, nó đã, thiệt đã luôn á. 29 ngàn chỗ em sơ mi đỏ nha. Quần tay dáng bé ghi hả chị? Ồ đúng rồi em nha. Nè, đẹp chưa mấy chị ơi, sơ mi đỏ mấy chị chốt rồi mấy chị. Không người ta chốt mắt á, 29 ngàn sơ mi đỏ. Ở đâu còn sót hai con ba lỗ trắng 30 ngàn luôn mấy chị. Ba lỗ trắng mặt đẹp lắm nha. Con này coi giảm thoải mái, bao nhiêu ký mấy chị mặc cũng được. Quan trọng mấy chị thích mặc ôm là được nha. Còn hai con ba lỗ trắng 30 ngàn. Con này full body rip coi giảm 4 chiều. Dán nó cờ laptop vừa nữa chứ. Đó, ai chốt ba lỗ trắng cho em ba lỗ trắng nha. 30 ngàn, ba lỗ trắng. Ba lỗ trắng. Ba lỗ cho Nguyệt Đạn 30 ngàn nè, cho Nguyệt Đạn nè. Nguyệt Đạn. Nguyên Đạn. Nguyên Đạn. Đang in nó báo 1.500 đơn không cho in nữa, dám vậy luôn. Chán phèo. Cho người ta nợ cũng được, mai chuyển khổ cũng được, cho cắt cái rập nè. Như ai in gian nè. Cho Chi Kim. Cho Chi Kim, ba lỗ cho Chi Kim. Ok Thúy Na. Ba lỗ cho Chi Kim. Ba lỗ thương hết à. Ba lỗ thương hết. Rồi tôi có một cái áo rộng này. Con này nam nữ gì đều mang được luôn á. Áo lon 20.000 luôn nha. Giả mát đẹp mát đều nó lon. Thương bán 20.000 luôn á. Cho hết luôn á mấy chị. Rồi áo lon 20.000. Con này nam nữ gì đều mang được luôn á nha. Hôm rộng dấu quần. Rồi áo lon 20.000. Nam thì tầm 65kg nó lại. Nữ mình cũng vậy. Áo lon 20.000. Cái sơ mi đỏ dễ thương lắm mà mấy chị không chốt để thương mặc cái áo sơ mi đỏ lên cho mấy chị coi. 29 ngàn là sơ mi đỏ đẹp. Lụa nó mắc rự luôn mấy chị. Lụa nó mát lắm. Sơ mi đỏ dài 29 ngàn mấy chị không chốt. Nhiều khi thương không mặc mẫu lên mấy chị không thấy mẫu á. 55kg đô lại mấy chị mặc vô tơ, thấy cái tay nó đồ tậu chưa. Đó, trong phòng ngồi cũng đẹp nữa. 29 ngàn sơ mi đỏ. Giả lụa mát lắm. Em nói thiệt luôn á. Con sơ mi đỏ không chốt hơi bị tiếc á mấy chị. 29 ngàn nữa chứ. Rồi ai chốt sơ mi đỏ lên em sơ mi đỏ nè. Đó kiểu gì cũng đẹp. Tay nó đẹp chưa. 29 ngàn cái giả lụa nó mát giá mấy em. Sơ mi đỏ 29. Rồi em còn áo hồng 25 ngàn nha. Áo hồng cổ 25 ngàn, size của nó tầm lên dưới 52kg nha. 25 ngàn dưới 52kg cho em nè. Rồi em còn một cái này. Em sale 30 ngàn luôn, con zoom nha mấy chị, zoom hoa. Nó là zoom nha. Em sale 30 ngàn luôn. Ủa qua ủng này, do có nguồn ring nó hơi to. Khó lên, dễ thương lắm. Chị là nước da trắng mặt cái này lên đó mấy chị nó nổi như phao luôn á. 30 ngàn giả đẹp lắm nha. Cái con zoom này không phải đồ tào lao luôn nha mấy chị. Đẹp giả mang luôn á. Đẹp chưa? Có dây kéo phía sau. Hôm nay thương mặt vừa nhưng mà chắc thương chốt tầm 52kg thôi mấy chị ha. Đó nó là zoom. Đẹp có quần trong luôn. Rồi 30 ngàn. Em chốt 52kg đó lại thôi nha mấy chị. Con này mấy chị mặc đi chơi rồi vô tư luôn mấy chị ơi. Đẹp cái tay của nó dễ thương chưa. Tay. Rồi zoom đỏ. Ta đem zoom đỏ còn hai con 52kg quay đầu. Mấy chị ở đâu mà im ắng như ta. Để giờ thương mặc cái sơ mi đỏ cũng dễ thương. 29 ngàn cũng thấy chốt. Áo hồng 25 ngàn cũng có chốt vậy. Áo hồng 25 cho Ngô Tâm. Mấy chị Nguyên đi đâu hết rầu, cũng quên hết rầu đi. Buồn ngủ chưa? Má nó chín rưỡi mà. Sớm mà. Ngô Tâm nè. Thảm thiệt là chứ. Zoom đỏ cho An Nghiệp nè. Zoom đỏ cho An Nghiệp. Zoom đỏ nó quá đẹp luôn mấy chị. An Nghiệp, An Nghiệp
hình như hồi xưa cũng có đơn không ta? Chân đỏ cho em nè. Chân đỏ cho em Thanh Thanh Phương. Ok em nè. Semi đỏ cho Ngân Út. Semi đỏ 29 cho Ngân Út. Luôn size 52 kg đổ lại nha. Khuôn mặt cũng vô chứ mà khuôn chốt tầm 52 kg thôi. Để lỡ mấy chị 55 kg mà nhỏ ôi mà to không khuôn cái đồ không vô được. Hai mươi lăm nghìn. Chuyên gia cái tàu biết mở nút. À, tôi chốt size 52 kg quay đầu thôi nha. Bốn mươi cứ cầm tầm 52 kg. Rồi ai chốt cổ tím là đem cổ tím nè. 25 nghìn. Còn bốn con. Chị thương chưa? Nhỏ con thương mặt càng đẹp nữa. Cổ tím 25 cho bí lâu. Bí lâu. Bí lâu lâu 25 nghìn. Rồi ai chốt áo cổ tím 25 nữa lên em cổ tím 25 nha. Còn mấy con á. Cổ tím 25 cho đồng trăm. Đồng trăm để như có đơn cho ta ở đâu rồi ta? Hoài Hương. Ok chị đồng trăm. Ngô Tâm. Cổ tím cho Ngô Tâm. Rồi em còn một con cổ tím nha. Cẩm Cẩm Hiên Hình. Cẩm Hiên Hình lên sớm hỏi địa chỉ nha. Rồi cổ tím cho Mỹ Kiều. Cổ tím cho Mỹ Kiều. Em hết cổ tím. Cổ tím cho Mỹ Kiều. Màu đi tầm quang một chiếc. Hết bị hết. Hết keo hết đồ tàn lan. Đủ thứ hết. Ở nhà lâu quá. Làm còn cái sơ mi hoa này dễ thương lắm nè mấy chị ơi, 29 ngàn. Từng lát hoạt tăng. Ok chị. Trời ơi, cái đó chị đã nói là chị chốt 52 kg. Giờ hỏi 55 kg mặc vừa không. Thương nói là thương 55 kg mặc mẫu. Mấy chị nghe rõ mà thương mấy chị. Đó, nhưng mà thương mặc mẫu chứ thương sợ mấy chị 55 kg to không thương. Mặc mẫu đó mà mấy chị thương mặc mẫu đó, mấy chị biết chán thương chứ. Mấy chị có hỏi ngược lại mấy chị vừa không. Em không biết được mấy chị vừa hay không á mấy chị. Mỗi người nó mỗi cái dáng mà.
đó như thương 55kg thương mặt nè, mấy chị tự thấy dáng thương rồi mấy chị chốt, mấy chị cứ hỏi vừa không em chả biết mấy chị dáng như thế nào luôn á, bởi vì đâu vừa em sao nó vừa không vừa nữa, mấy chị thấy em với em đâu thấy mấy chị đâu. Hàng có mặt mẫu nè, con nào muốn chắc chắn biểu thương mặt mẫu thương sẽ mặt mẫu cho mấy chị coi, mấy chị thấy em hàng nghề với em đâu thấy mấy chị đâu, hỏi ngược lại đánh đố em tậu em. Rồi con này nó có cái bo ở bên dưới nha mấy chị, sơ mi đẹp cho 29 ngàn đó, thương 55kg thương mặt mẫu này mấy chị tự biết dáng của mình nha mấy chị, chứ thương không biết dáng của mấy chị đâu. Nhiều khi mấy chị cũng 55kg mà mấy chị lùn củng, mấy chị cứ ngang to ngực bự eo to không, mỗi người nó có mỗi dáng mấy chị đó, nên thương mặt mẫu này. Con là mấy chị chốt sợ mặt vừa không vừa cứ báo thương mặt mẫu thương mặt cho mấy chị coi, mấy chị chốt bình tĩnh chốt để chốt về mình mặt cho nó vừa nha mấy chị. Đẹp chưa? Đó, thương 55kg mặt vừa. Chốt xa tầm 52kg, 53kg vậy đó. 29 ngàn, đẹp quá. Đẹp vô dài nó cũng đẹp nữa. Mặt model cột được trang nó cũng đẹp nữa. Những gì cũng đẹp. Rồi ai chốt sơ mi cam lên, sơ mi cam nè. Sơ mi cam bụng bự, đít to, ngực bự, rồi mỗi người nó mỗi khác nhau. Bông to, đít bự, còn áo thun thì dễ mặc rồi, áo thun thì nó coi giãn dễ mặc. Cái con này nó như thế này nha mấy chị. Quần đuổi hồi chiều còn không? Quần đuổi hồi chiều là màu trắng với màu vàng đó hả chị? Hay là quần đuổi gì? Chị Hạnh Nguyễn. Con này hình như cái cổ này nó như dài luôn hay ta? Nó chéo hay không nữa ta? Rồi lên em áo đỏ nha mấy chị, 30.000 hàng full body rip coi dạng 4 chiều. Quần đuổi hồi chiều thương còn, sơ mi 29 cho xem vỏ. Xem vỏ đây nhà lấy hay xem vỏ nào đây ta? Xem vỏ ở đâu vậy em? Hình em có zoom đỏ nha Thanh Anh Phương. Quần đuổi hồi chiều đuổi vàng cho đuổi trắng thương còn á. Rồi con đỏ kiểu như thế này nè. Chú em đã đỏ 30. Đỏ 30 chị Hiển Vinh. Phần hết bị phần giấy không được. Tìm bị bỏ để ghi đi chứ. Khổ. Hết bị không còn cái bị nào luôn. Giờ phải đổ mấy cái này ra mới lấy bị được. Cái chị Nguyễn Minh. Sonica, xem vỏ ở đâu vậy xem. Rồi ok để cho con lại. Xem quả đỏ em hết nha chị Thu ơi, tuổi xanh, tuổi xanh 29 kèm giá lên giùm em mấy chị ơi, mấy chị khách mới kèm giùm em cho địa chỉ luôn nha. Còn đồ mì bếp ghi nha. Dây lên 20.000 luôn. Hàng
dây len này hay free size nha mấy chị, bao nhiêu ký mấy chị mặc cũng được á, quan trọng mấy chị thích mặc ôm hay mặc rộng hơn. Còn con này bao nhiêu ký mấy chị mặc cũng được hết nha. Đó, cái dây len á. Mùi hạt ở đâu vậy? Mùi thì hạt. Rồi con đuổi trắng 30.000. Đuổi trắng này đẹp lắm nha, nó có bo và có hút ở phía trước, bo ở phía sau. Dễ mặc nha. 30.000 cho đuổi trắng rất là đẹp luôn. Ok. Đuổi xanh 29 cho mùi thì hạt. Mỹ like quá luôn rồi mấy chị. Không có bì đận luôn. Mùi thì hạt. Cái nghề không được đấy chứ. Nên 20 chị trà đi luôn. Không có bị đận với tóc. Tên 20 chị trà mi nương. Ớt chị hết mất rồi Kim Hoa ơi. Chị đang hết xe ép mất, chị đang về nữa. Chờ xíu, chắc 2 hôm nữa nó tới rồi. Quần tay với lại quần ôm mì bích ly đó, nó đang trên đường đi rồi mấy chị. Gần tới rồi đó. Rồi áo đỏ hoa tậu lắm. Đủ trắng 60kg có vừa. Nó là áo thun rộng mà. Nè. Đó dễ thương lắm mấy chị. Trẻ vai như thế này dạng từ laptop ấy. Nó ho tậu lắm luôn á. Em muốn mặc cái con này luôn á. Cột cái nơ tay vô trước thì mặc nha mấy chị. Áo hoa đỏ vậy thôi không khỏi mặc luôn. Mình mặc lên thử đẹp không Trung Quốc luôn cho rồi. Lấy luôn cho rồi. Hoa đỏ 30 con ta. Ủa sao giờ cái tự nhiên yên được kìa. Ủa đi. Con mắt giật. Rồi cái áo bò tím nè. Áo bò tím 19.000 luôn. Đó. Nó có bò ở phía sau nha. 19.000, 52kg quay đầu. Không còn mấy cái áo trẻ vai 9k này mấy chị. Con này mặc đẹp lắm nhưng mà do hàng trẻ vai thương bán không được á. Đây là dưới trĩ mà khách thương ít có trĩ. Nó rớt vai vậy này mấy chị, nên thương bán 9k cho mấy chị nha. Còn hồng vàng xanh 9k mà em cũng mặc mẫu luôn nha mấy chị, đây mới tậu nè. Thiệt luôn. Tím cho Trần Tú Quỳnh. Tím 19k cho Trần Tú Quỳnh. Con này xe đại 9k cho mấy chị luôn. Thì đủ đơn đi chung luôn. Nó rớt vai như thế này nè mấy chị. Đó. Ai mặc được rớt vai như thế này thì mặc nha. Em mà cho trĩ là ít tuổi nữa em quất cái con này liền luôn á. Dễ thương không? Nhưng mà giờ già rồi. Em còn xanh, hồng, vàng. Tiếng chị Trần Tú Quỳnh nè. Em còn xanh, hồng, vàng nha mấy chị. Xanh, hồng, vàng. Áo bao nhiêu thương đang mặc á. Còn xanh, hồng, vàng. Tiếng cha Trần Tú Quỳnh. Rồi ai cũng che thương còn xanh hồng vàng. Cái này thương sale 19.000 luôn. Dễ thương lắm á. Em còn đỏ với vàng 19.000 áo lưới. Thôi chắc la cái này nữa chắc nghỉ á mấy chị. Bé y dung được bị quá đụng em cũng kém quá. Dễ thương lắm nè. Em bán 19.000 cho mấy chị luôn. Áo lưới tay phòng. Này mấy chị ít nghe nữa trời. Do gió mấy chị mặc mấy cái dài tay ra đẹp lắm. Thì cái chân váy hoặc là vinh rồi
rất là đẹp luôn á. Nè, tay nó phong nhẹ có bo luôn nè. Dễ thương chưa? Sale 19 ngàn cho mấy chị. Quá đẹp. Rồi em có vàng và đỏ cho mấy chị 19 ngàn. 19 ngàn có vàng và đỏ nha. Rồi chắc nghỉ á mấy chị ơi. Bị không có yên được bật mình quá. À, em còn vàng và đỏ nha, 19k. Lên em vàng và đỏ 19.000. Con này đẹp nè mấy chị ơi. Thôi em xuống like nha. Xuống like đi. Mai em nghỉ làm đơn có gì mốt like tiếp. Mấy em nghỉ không được. Vậy em có động cán phèo luôn. Rồi ai chốt vàng lên em vàng nha. Rồi mình xuống la nha mấy chị. Đây xuống xuống. Á lưới 19k cho Ngân Út. Đơn em gửi em được chưa chị? À, mai muốn gửi em mai đây chị gửi trăm trăm Ngân Út. Em muốn gửi chưa hay có chờ gì nữa không? Có hàng bán thì chờ thêm, còn không có thì để gửi. Ngân Út. Ok, mai gửi. Mai gửi chứ không phải mốt gửi quá. Mai chị đâu có làm gì buổi sáng đâu. Buổi sáng xin nó đi sớm quá. Mất được quà nữa không. Thành ra tới mốt cũng có trăm rồi. Áp cổ 29.000 còn nha. Áp cổ còn mè. Còn mè gì ta hồi nãy con mè hồng ấy. Rồi ok bí nung. Rồi ok bí lung. Chị nó muốn dồn đơn em gọi điện báo nha. Chưa đủ đơn em mới dồn. Chứ còn đủ đơn mình nhiều rồi nè em không có dồn nha mấy chị. Rồi bye bye mấy chị nha.